Đạo quỷ dị tiên chương 1, tiên đạo quỷ dị 1. Lý Hỏa vượng dơ chày giả thuốc trong tay lên, từng chút giả nát mấy cục đá xanh còn dính chút bùn đất trong cối nghiền thuốc thành phấn, dáng vẻ chán không buồn nói. Tuy nhiệt độ trong hang đá vôi vô cùng giá rét và ẩm ướt, trên người thiếu niên cũng chỉ mặc đúng một lớp áo bằng vải bố thô ráp, nhưng trên mặt hắn lại hiện rõ vẻ thờ ơ, như thể chẳng thèm để chuyện này vào trong mắt. Trong động không chỉ có một mình hắn mà còn có vài đứa nhỏ khác trông có vẻ bằng tuổi cả trai lẫn gái, cũng búi tóc, cũng mặc áo may từ gây gai, vải thô. Điểm khác biệt duy nhất giữa chúng và Lý Hỏa Vượng chính là trên người đều có những quyết tật rất rõ ràng, trong số đó có đứa bị bạch tạng, cũng có đứa bị bại liệt. Đủ các loại thân thể dị dạng từ bẩm sinh đến thứ phát đều có thể tìm thấy ở đây, hang đá vôi không lớn phản phất như biến thành viện bảo tàng dị tật. Công việc của họ giống với Lý Hỏa Vượng, đều là giả nát thứ gì đó, chỉ là thứ cần giả nát sẽ khác nhau có kim thạch cũng có cây thuốc nhưng hiển nhiên không phải ai cũng chú tâm làm việc a à, một tiếng thét chói tai của phụ nữ vang lên thu hút tầm mắt của tất cả mọi người ở một góc trong hang đá vôi một thiếu niên mập mạp sức môi để lộ nụ cười đáng khinh định kéo một thiếu nữ bị bạch tạng vào lòng mình ta chỉ sờ chút thôi đảm bảo chỉ một chút thôi ha 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 lý hỏa vượng ngó lơ tiếng người huyên náo nhắm mắt tiếp tục chuyên tâm làm việc của mình nhưng tiếng con gái khóc lóc bên tai ngày càng thảm thiết điều này khiến lý hỏa vượng rất bực bội hắn mắng thầm một tiếng sau đó một tay sách ấm thuốc bằng đá đứng lên trầm cục đá và xương người va đập vào nhau phát ra âm thanh trầm thấp nặng nề tên mập sức môi bị đánh cho vỡ đầu chảy máu bật ngửa ra đất ngồi đó sững sờ hồi lâu hiển nhiên là bị đập ngu người hai giây sau vẻ mặt của hắn trở nên méo mó biểu cảm thống khổ vội vàng lấy tay che vết thương trên đầu lại miệng hả rộng gào thét sau khi thiếu nữ thoát khỏi số mệnh bị làm nhục thì vội vàng lấy quần áo che cơ thể mình lại sợ sệt tránh sau lưng lý hỏa vượng ta nói cho ngươi biết ngươi chết chắc rồi biết sư phụ của ta là ai không nếu để ông ấy biết chắc chắn ông ấy sẽ đánh chết ngươi tên mập sức môi tức giận buông lời uy hiếp ông ta thì là cái đinh gì ngay cả rắm cũng không phải lý hỏa vượng vừa thốt ra lời này toàn trường lập tức bị dọa sợ đến im phăng phát. Những người khác có mặt ở đây không ngờ chàng trai trước mặt thế mà lại dám nói ra những lời đó. Nhìn vẻ mặt của những người được gọi là sư huynh, sư đệ trước mắt, Lý Hỏa Vượng hít sâu một hơi, đè nén lửa giận trong lòng xuống. Ta bị làm sao vậy, sao lại nổi nóng với mấy thứ này chứ, rõ ràng tính cách của ta không nên huên hoang như thế, không thể để họ ảnh hưởng tới tính tình của mình được, vừa nãy không phải ta, phải bình tĩnh, bình tĩnh. Trong lúc Lý Hỏa Vượng còn đang cố gắng tĩnh tâm, bỗng nghe thấy ngoài cửa hang có ai đó gọi hắn. "Sư đệ Lý, sư muội Vương, sư phụ gọi hai người qua đó." Địa vị của chàng thanh niên đang gọi họ rõ ràng không hề giống với Lý Hỏa Vượng, vì trên người hắn mặc một chiếc đạo bào màu xanh lá. Tuy đạo bào trông thật cũ kỹ, phần cổ tay áo đã bị tẩy đến trắng bệch, nhưng so với đống vải bố rách nát trên người Lý Hỏa Vượng thì không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Trong tay người này cầm một cây phất trần, ánh mắt nhìn đám hậu bối trước mặt hiện rõ vẻ ngạo mạn. Thấy cả đạo sĩ trẻ tuổi kia xuất hiện, tên mập bị đánh vỡ đầu lập tức để lộ biểu cảm vui sướng khi người khác gặp họa. Ha ha! Ngươi tiêu rồi! Hôm nay đến lượt ngươi! Nhưng Lý Hỏa Vượng hoàn toàn làm lơ hắn, xoay người đi theo một cô gái méo miệng chảy đầy nước miếng ra tới cửa, mặt mày cô gái trắng bệt, trông chẳng khỏe mạnh chút nào. Mới đi được hai bước, hắn phát hiện có người đang túng chặt lấy tay áo của mình, giữ lại không cho đi lý hỏa vượng quay đầu lại thì phát hiện người đó chính là cô gái mắc bệnh bạch tạng mà mình vừa cứu cô nước mắt lưng tròng không ngừng lắc đầu trong mắt tràn ngập sự sợ hãi lý hỏa vượng chẳng hề dao động lạnh lùng dùng sức hất tay áo sải bước tiến về phía trước thông với phòng nghỉ là một hang đá vôi lớn hơn nhiều trên vách động còn có không ít hang động nhỏ hơn được dùng như phòng nghỉ Nhìn cái hang gồ ghề lồi lõm kia là biết tay nghề của người kiến tạo nên chỗ này chắc hẳn chẳng ra gì. Toàn bộ hang động đá vôi rất lớn, đường hầm lớn lớn bé bé thông nối khắp bốn phía, hệt như ổ kiến phóng lớn. Trên nóc mỗi cửa hang động nhỏ đều được đóng một mảnh gỗ mục nát, phía trên là tên của mỗi cái hang được khắc sâu khoảng 3 cm với lực khá bén, lần lượt là Điện Linh cung, Điện lão luật, Điện Khánh tổ, Điện tứ ngự. Một hang đá vội được thiên nhiên tạo nên thế mà lại bị trang trí thành đạo quán. Trong lúc hai người lần theo hang đá vô tiếng về phía trước, cô gái méo miệng đi bên cạnh bỗng móc từ trong túi ra một thứ đen thui, đưa tới trước mặt Lý Hỏa Vượng, ngây ngô hỏi hắn: "Ăn, đường không?" Lý Hỏa Vượng khẽ cau mày, dường như biết đối phương là đồ ngốc, mất kiên nhẫn giơ tay trực tiếp nhét cục đường vào trong ống tay áo của mình. Thấy Lý Hỏa Vượng nhận lấy đường, cô lại móc ra một khối khác nhét vào trong miệng ngốc nghếch nói tiếp. Sư phụ tốt, ở cùng sư phụ có đường ăn. Đối với chuyện này Lý Hỏa Vượng cũng không định nêu ý kiến gì, hai người tiếp tục đi tới, cứ đi như vậy khoảng chừng 10 phút, một lò luyện đang mang theo phong vị cổ xưa, toàn thân là màu đen xuất hiện trước mặt hắn. Miệng lò lượng lờ khó nhẹ, bốc lên tận trời, kích thước lò luyện đang vô cùng lớn, hoặc nhìn hệt như một ngọn núi vàng cỡ nhỏ. Từ xa đến gần, lò luyện đang dần dần biến lớn, cuối cùng, cái bóng của nó trực tiếp bao phủ lấy cả người hắn, khiến Lý Hỏa Vượng cảm thấy rất áp lực. Ngoại trừ lò luyện đang năm tầng kia, bóng người mặc đạo bào phía trước lò luyện cũng khiến tâm trạng hắn vô cùng nặng nề. Nhìn từ phía sau, ông ta mặc một thân đạo bào màu lam, đầu đội quan và trâm cài, hai dải tóc rớt hai bên thái dương, thoạt nhìn vô cùng tiên phong đạo cốt. Ông ta ngồi xếp bằng trên mặt đất, hình như cũng đang làm việc mà giống với việc Lý Hỏa Vượng làm lúc trước, cầm chày giả thuốc nghiền qua nghiền lại, chỉ là cái chày trong tay ông ta lớn hơn hắn rất nhiều nhìn thoáng qua giống hệt như một cây gậy lớn mỗi lần chày giả xuống tiếng kim thạch va chạm lại vang vọng không ngừng trong hang động sư sư phụ cô gái méo miệng vụng về dùng tay phải bóp chặt ngón cái tay trái bốn ngón tay còn lại của bên trái đặt lên trên đầu bốn ngón tay bên phải sau đó hai tay đặt trước ngực chắp tay hành lễ với tấm lưng kia trong mắt tràn ngập vẻ kính trọng cô vừa mở miệng tiếng giả chói tay lập tức ngừng lại bóng người xoay lại, tuy trong lòng đã sớm có chuẩn bị nhưng con ngươi Lý Hỏa Vượng vẫn bị dọa cho co nhỏ lại. Khuôn mặt của đạo sĩ khác hoàn toàn bóng lưng của ông ta. Nhìn từ phía sau, trong ông ta có vẻ rất đạo mạo, tiên phong đạo cốt, nhưng nhìn từ phía chính diện, đó lại là một ông lão bị bệnh chốc đầu, mấy cái răng vàng còn sót lại trong khoang miệng cứ thế lộ ra ngoài không khí. Tới rồi. Đồ nhi ngoan, ta đợi hơi lâu rồi đấy. Đạo bào bẩn thiểu phấp phới, lão đạo sĩ bay lên một tay tóm lấy cổ cô gái méo miệng kia kéo về không đợi cô gái ngu dại kia mở miệng nói nửa lời chỉ chớp mắt đã bị ném vào cối đá cao nửa thân người sau đó với vẻ mặt dữ tận sư phụ giơ cao cái chày to bằng cục đá trong tay lên giả thật mạnh xuống khi tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên đầu cô gái lập tức bị đập mỏng dính như tờ giấy không còn không gian chứa đựng phần não trắng bóng phục ra từ thất khiếu này còn chưa hết tiếng giả chày tiếp tục quẩn quanh Mỗi lần cái chày được nâng lên cao sau đó rơi mạnh xuống, mỗi một bộ phận trên người cô gái đều rơi vào kết cục giống như phần đầu. Mỗi lần cái chày giả xuống, da thịt hai bên má của Lý Hỏa Vượng như bị phản lực tác động, trung lên mãnh liệt. Thịt vụn và tia máu bắn đầy lên mặt và người lão đạo sĩ, nhưng biểu cảm trên mặt ông ta vẫn chẳng chút dao động, miệng còn phấn khởi lẩm nhẩm giai điệu nào đó. Đinh Sửu kéo dài tuổi thọ, Đinh Hợi bảo vệ phách, giáp túc gìn giữ thân xác, giáp thân giữ vận số mệnh giáp ngọ trong coi hồn, giáp thình chính là linh. Sau khi giả nát hoàn toàn đồ đệ của mình xong, ông ta một tay giơ cái cối đá nặng mấy trăm cân lên, nghiêng tay đổ toàn bộ phần thịt bùng bên trong vào lò luyện đang trước mặt, rồi giơ tay lên trời, trên mặt lộ rõ vẻ phấn khích. Đốt lò, luyện đan. Hai tên đạo đồng đánh hai cái má hồng rực bước ra từ bóng tối, vừa quạt gió vừa ném vào lò đủ loại gia vị, bao gồm đủ loại bột kim thạch cũng như không ít vật còn sống vẫn đang mất máy một lúc sau, mùi hương nồng nàn đầy lại lùng tràn ngập khắp bốn phía, mùi hương đó chẳng phải thứ gì khác mà chính là mùi thịt người. Giờ phút này, gã sư phụ bị bệnh chốc đầu kia nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, vuốt chòm râu không được mấy cọng trên cằm, trên gương mặt xấu xí để lộ biểu cảm hài lòng. Thế rồi ông ta chậm chậm mở to mắt, hai tay chấp ra sau, quay đầu nhìn về phía Lý Hỏa Vượng. Nghe nói ngươi là kẻ đã gọi bổn đạo gia là cái rắm. Có chuyện này thật không? trong phút chốc bầu không khí như bị cô động lại nhìn cái người có thể giết người không chớp mắt còn được tôn là sư phụ này trong lòng lý hỏa vượng chẳng hề dao động hắn từ từ nhắm mắt lại điều chỉnh nhịp thở có hơi dồn dập của mình miệng không ngừng lẩm bẩm các ngươi không lừa được ta đây đều là giả đều là giả nói chuyện câm rồi hay sao hả tiếng bước chân của sư phụ ngày càng gần mùi máu tanh hỗn loạn trên người ông ta xộc thẳng vào mũi hắn lý hỏa vượng đang rung lên bần bật bỗng trắng chặt răng dùng hết sức bình sinh mở mắt hang động tối tăm tràn ngập áp lực mới còn ở đây lập tức biến mất thay vào đó là một gian phòng bệnh sáng ngời sạch sẽ không khí vô cùng tươi mát phòng bệnh xuất hiện trước mặt hắn còn nửa người dưới của hắn thì bị băng bó kín mít nằm yên trên giường không động đậy phù rốt cuộc cũng trở lại lý hỏa vượng thở vào một hơi nhẹ nhõm hét vào micro để ở đầu giường. Chỉ lát sau, bác sĩ điều trị chính cho hắn dẫn theo một vị điều dưỡng cầm một cái máy tính bản tới trước cửa phòng bệnh. Tiểu Lý, cảm giác thế nào? Ảo giác lần này có thay đổi gì mới không? Bác sĩ ngồi trên ghế, hiền hòa hỏi thăm. Vẫn là cảnh tượng đó, công việc của ta cũng vẫn như cũ. Nhưng lần này, gã sư phụ bị chốc đầu lại đứng ngay trước mặt ta giết chết một người, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, còn đem cô ta đi luyện đan nữa. Lý Hỏa Vượng kể lại một cách tỉ mỉ rõ ràng toàn bộ những gì mình thấy khi bị ảo giác. Ừm. Bác sĩ điều trị chính vừa gật đầu vừa dùng ngón tay nhanh chóng gõ chữ lên máy tính bản. Sau vài giây nghỉ ngợi, Lý Hỏa Vượng có chút do dự hỏi. Bác sĩ, những ảo giác khác biệt này tượng trưng cho điều gì? Đối nội tâm và tâm lý của ta mà nó, nó bao hàm ý nghĩa gì? Không, ngươi không cần quan tâm đến những điều này, thứ ngươi cần để tâm chính là độ dài của mỗi lần rơi vào ảo giác cũng như tình trạng ổn định của tinh thần bác sĩ lắc đầu phủ định cách nói của lý hỏa vượng nếu là ảo giác vậy ngươi nhất định phải nhớ kỹ tất cả đều là giả ngươi đã thoát khỏi hội chứng nhận thức ảo giác nghìn vạn lần đừng vướng vào nó lần nữa chỉ cần mỗi lần rơi vào ảo giác ngươi lại hành động dựa theo tư duy logic kia kết hợp với thuốc điều trị của bệnh viện rất nhanh là sẽ khỏi hẳn bệnh thôi nghe thấy những lời này trong lòng lý hỏa vượng lập tức cảm thấy vô cùng căng thẳng điều này liên quan trực tiếp tới việc mình có thể xuất viện sớm không trăm triệu lần không được qua loa ngay sau đó bác sĩ còn không quên cổ vũ bệnh nhân của mình kỳ thật tình trạng của ngươi hiện tại đã rất cốt lúc mới tới ngay cả hiện thực hay ảo giác ngươi cũng không phân biệt nổi nhưng bây giờ ngươi đã có thể phân rõ ràng rồi mọi chuyện sẽ tốt lên thôi cứ tiếp tục duy trì là được cố lên lúc hai người nói chuyện với nhau ngoài cửa phòng bệnh bỗng truyền tới tiếng bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển hai người cùng lúc hướng mắt về phía phát ra âm thanh ở cửa có một cô gái mặc áo lông cổ lọ đang lén lút nhìn trộm vào trong cô thiếu nữ độ 16-17 tuổi vừa lúc là thời gian hoa nở đẹp đẽ nhất làn da của cô trắng nõn như ngọc mái tóc đen nhánh tựa thác nước xỏa ra trên vai đẹp tựa nụ hoa hé mở nhìn hai người thanh niên một bộ muốn nói lại thôi bác sĩ điều trị chính tỏ vẻ thấu hiểu mà bật cười ha hả hắn dùng ngón tay đẩy nhẹ nhàng gọng kính trên mũi xoay người bước về phía cửa ta còn việc phải làm hai người nói chuyện đi đúng rồi tiểu lý à nhớ uống thuốc đúng giờ nha bác sĩ vừa rời khỏi cô gái lập tức bước tới hai người nhìn nhau cười lý hỏa vượng bỗng thấy trong lòng vô cùng ngọt ngào những băn khoăn về bệnh tật trong đầu cũng nhanh chóng bị ném ra sau đừng cười cười rộ lên xấu lắm ngươi xem ta mang gì tới cho ngươi nè là bài tập mà giáo viên tự tay ra đó. Cô gái trưng ra biểu cảm giảo hoạt, lôi từ sau lưng ra một túi sách bằng vải. Nghe thấy lời này, Lý Hỏa Vượng lập tức dậy nảy cả lên. Nana, tốt xấu gì chúng ta cũng chơi với nhau từ nhỏ, ngươi nở lòng trả thù ta như vậy sao? Cô gái tên là Dương Na xoay người đóng kỹ cửa lại, sau đó lôi ra một chiếc máy chơi game cầm tay mini, đắc ý quơ quơ. Còn cái này nữa nè. Hì hì, ngoan, gọi một tiếng chị ta lập tức đưa cho ngươi chị ngươi là chị ruột của ta lý hỏa vượng kích động xông lên giành lấy máy chơi game trong tay đối phương mỗi ngày nằm ngốc trong bệnh viện tâm thần hắn đã sớm chán muốn chết không điên cũng sắp nghẹn tới phát điên rồi ngươi chơi ít một chút nhớ làm bài tập đó dương na ngồi ở mép giường dặn dò lý hỏa vượng đang hí hửng mở máy chơi game ừ ừ ừ tầm mắt của lý hỏa vượng đã dán chặt lên màn hình máy chơi game cầm tay bỗng ngón tay thon dài trắng nõn túng lấy gốc áo bệnh nhân màu trắng xanh trên người hắn kéo nhẹ xem chừng không nở xa nè ngươi đừng quên đã hứa với ta điều gì đó tay lý hỏa vượng dừng lại ngửa đầu nhìn cô biểu cảm bỗng trở nên vô cùng nghiêm túc nhớ mà chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau học chung đại học dương na bị hắn nhìn tới ngượng ngùng vội cúi đầu giọng nhỏ như tiếng mũi Ừm, cố gắng chữa bệnh, ta chờ ngươi. Lý Hỏa Vượng bỗng duỗi tay kéo lấy cô, cẩn thận ôm vào lòng, tựa như đang ôm bảo bối mà mình quý trọng nhất. Dương Na mặt mày đỏ ửng nhưng không dãy dụa, chỉ là nhắm mắt, Lý nhí mắng một câu dê xồm. Hai người không làm gì, người đang rơi vào tình yêu cùng nhiệt chỉ cần ôm nhau là đã cảm thấy vô cùng vui vẻ rồi. Sau một hồi lâu chuyện trò tâm sự cũng đã đến lúc Dương Na phải về, dù sao cô cũng đang trong giai đoạn chạy nước rút của lớp 12, có thể rút ra thời gian nửa ngày để tới thăm hắn đã là quý giá lắm rồi. Tuy thời gian mỗi lần đều rất ngắn, nhưng với Lý Hỏa Vượng mà nói, đó chính là ánh rạng động trong chuỗi ngày cực khổ của hắn. Ta tiễn ngươi đến cổng bệnh viện. Lý Hỏa Vượng mặc đồ bệnh nhân xanh trắng xốc chăng lên, xỏ dép lê trắng chuyên dùng trong bệnh viện vào. Mới vừa đi theo Dương Na tới cửa, hắn lại đột ngột cảm thấy có gì đó không đúng, bởi vì hắn phát hiện cái cối đá mình dùng để giả thuốc trong ảo giác đang để trên tủ đầu giường. Cả người Lý Hỏa Vượng lập tức trung lẫy bẫy, vô thức lùi về sau hai bước, nhưng đợi tới lúc hoàng hồn nhìn lại, cối giả thuốc đã biến thành hộp cơm mình vừa ăn. Sao vậy, ngươi không sao chứ? Thấy hành vi kích động của hắn, trên mặt Dương Na để lộ vẻ lo lắng. Thấy biểu cảm lo âu của cô, Lý Hỏa Vượng lập tức cợt nhã cười. Ha ha, thế nào, bị ta dọa sợ rồi phải không? Dương Na giận dỗi cao mày, phòng mang trợn mắt, duỗi tay dùng sức nhéo phần thịt bên hông hắn. Bao nhiêu tuổi rồi, còn tưởng mình vẫn là đứa con nít hay sao mà làm chuyện ấu trĩ như vậy chứ? Đừng giận, ta chỉ muốn chọc ngươi cười thôi mà. Lý Hỏa Vượng vươn tay nắm lấy tay cô nhưng lại bị cô dằn ra. Chỉ là sau khi dùng dằn đôi ba lần, cuối cùng hai người vẫn tay đang vào tay. Mấy bệnh nhân khác đang phơi nắng trong sân nhìn thấy cảnh này đều vui vẻ mỉm cười hòa nhã, tình yêu ngây thơ trong trắng như thế đúng là đẹp quá đi mà tuy cả hai đi rất chậm nhưng cuối cùng vẫn đã đến nơi dương na đứng trước cổng lớn bệnh viện lưu luyến không rời nhìn lý hỏa vượng tuần sau ta sẽ tới thăm ngươi tiếp ngươi phải ngoan ngoãn ở bệnh viện nghỉ ngơi đó nha hay là thôi cuối tuần sau ngươi đừng tới ta biết áp lực học tập áp lực bây giờ rất lớn mỗi cuối tuần tổng lại chỉ có nửa ngày để nghỉ ngơi vậy mà ngươi còn phải lãng phí ở chỗ ta nữa Dương Na nâng cẳng chân, dẫm nhẹ lên chân đi dép lê của Lý Hỏa Vượng một cái, đôi lông mày thanh tú khẽ cau lại. Học sinh kém à, đừng có mà tùy tiện suy bụng ta ra bụng người có được không, xếp hạng của ta trước giờ chưa từng rớt khỏi tốt ba đấy, làm gì có thứ gọi là áp lực học tập. A. À, Lý Hỏa Vượng dùng tay che vị trí trái tim lại, giả vờ vô cùng thống khổ. Đau lòng quá đó, em gái. Dương Na bị hắn chọc cho bật cười khanh khách hoài không dừng, Cô giơ tay đấm nhẹ hắn một cái, xoay người chạy về phía trạm xe buýt đối diện cổng bệnh viện như chú Nai con hoảng loạn. Hắn cứ thế dõi mắt nhìn theo tới khi chiếc xe buýt chở bạn gái hoàn toàn khuất bóng, nụ cười trên mặt Lý Hỏa Vượng cũng dần dần biến mất, nghĩ tới những thứ mình vừa nhìn thấy, hắn lại lo lắng sốt ruột đi tới phòng làm việc của bác sĩ. Một tiếng sau, Lý Hỏa Vượng nằm ở trên giường lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được, trong đầu toàn là suy nghĩ về tương lai của hắn và Dương Na, trên chiếc bàn bên cạnh là loại thuốc mới mà bác sĩ vừa kê đơn cái cối giả thuốc hồi sáng và nụ cười tươi rối của dương na thay phiên nhau không ngừng hiện lên trong đầu hắn nếu bệnh tình nặng thêm trước khi thi đại học mà ta vẫn không thể xuất viện được thì phải làm sao bây giờ chẳng phải ta sẽ không thể thi cùng trường đại học với dương na sao tuy cả người đang nằm ngốc ở đây nhưng lý hỏa vượng vô cùng rõ ràng về mấy lời đồn đãi bên ngoài trong mắt hàng xóm láng giềng bộ dạng của mình lúc đó chính xác là một kẻ điên. Mà đối mặt với một kẻ điên như mình, một ngày trước khi nhập viện, cô bạn Thanh Mai Trúc Mã Dương Na lại chủ động thổ lộ, cố gắng giải bày tình cảm của cô đối với mình. Người ta là một cô gái tốt, làm đàn ông mình thật sự không muốn phụ lòng cô. Không đúng, mấy ngày Na ta luôn nghiêm cẩn tuân theo lời dặn của bác sĩ mà, sao bệnh tình lại trở nặng được chứ? Chẳng lẽ lại muốn chuyển viện tiếp sao? Đây đã là bệnh viện thứ ba rồi bác sĩ lý hẳn là không thành vấn đề nhỉ dù sao hắn cũng là bác sĩ tốt nhất mà ông già tìm được mấy vấn đề này càng nghĩ càng phiền lòng cuối cùng hắn đơn giản tung mình lộn một vòng ngồi dậy lấy hết đống vỡ và đề thi mà dương na đưa tới ra bắt đầu ngồi học bài hắn muốn dùng những tri thức phức tạp trúc trắc này để hòa tan nỗi lo không thể quản đi trong lòng lý hỏa vượng tiếp tục làm đề làm một hồi bất tri bất giác trời đã tối khuya sau khi hoàn thành xong một đề tiếng anh Hắn lười biến duỗi tay duỗi lưng, sau đó lấy tay xoa xoa huyệt thái dương đang căng đau. Hay, mấy giờ rồi? Hẳn là đã khuya rồi nhỉ? Lý hỏa vượng xỏ dép lê, chuẩn bị đi vệ sinh xong sẽ về ngủ. Trong lúc hắn bước về phía cửa, tay phải đang gãi gãi ngực bỗng dừng lại, Lý hỏa vượng cảm giác ngực mình có gì đó cộm cộm. Lý hỏa vượng kéo cổ áo ra nhìn, đập vào mắt là một cục gì đó màu nâu đen, mềm bằng dính vào ngực mình màu sắc có chút quen thuộc kia khiến một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn. Lý Hỏa Vượng dùng ngón tay chấm nhẹ một chút rồi bỏ vào miệng, vị ngọt nhẹ nhẹ lẫn chút vị chua đắng khiến đồng tử của hắn co lại. Đây là cục đường mà vị sư tỷ khờ tròn ảo giác đã đưa cho mình trước khi chết mà. Đồ trong ảo giác lại xuất hiện ở thế giới thật ư. Sau khi chắc chắn cục đường trước ngực mình là thật, trái tim Lý Hỏa Vượng nảy lên thình thịch không ngừng, một suy nghĩ vô thức hiện lên trong đầu hắn ta phải nói cho bác sĩ lý biết nhưng hắn vừa nâng chân phải lên lại lập tức ngừng giữa không trung một suy nghĩ khác nảy sinh trong đầu hắn hắn biết trong ảo tưởng của mình không chỉ có mỗi cục đường mà còn có rất nhiều rất nhiều thứ khác có giá trị lý hỏa vượng vừa nhấm nháp vị ngọt tan trong miệng vừa chậm rãi đi tới đi lui trong phòng bệnh đây là kỳ ngộ là cơ hội để ta và dương na phất lên chỉ trong một đêm thậm chí rất có thể chính là thời cơ để cuộc đời ta bước lên đỉnh cao. Hắn vô cùng kích động, chỉ qua vài giây đã lập tức khẳng định suy đoán này. Không thể nói cho bác sĩ Lý, ta không muốn bị tống đến phòng thí nghiệm sắc thành miếng, hơn nữa chuyện này cũng đâu thuộc phạm trù quản lý của hắn. Lý Hỏa Vượng nghĩ thầm trong lòng. Nhưng về chuyện này, ta không thể đưa ra kết luận quá nhanh như vậy được, ta cần tìm hiểu rõ ràng xem mọi chuyện rốt cuộc là thế nào cái đã hắn thầm quyết định trong lòng về những gì mà hắn muốn làm. Trong lúc hắn còn đang nghĩ ngợi, cảnh tượng xung quanh bắt đầu trở nên vạn vẹo, biến đổi, gian phòng bệnh ngăn nắp sạch sẽ dần lui ra sau. Lý Hỏa Vượng sớm đã quen với chuyện này, việc đầu tiên hắn làm là nhanh tay ném đề thi và sách vở vào trong ba lô, sau đó quẳng ra góc tường phía xa, tránh bị bản thân đang rơi vào ảo giác xé nát. Sau đó hắn ấn cái nút đỏ ở kế bên giường bệnh, vài giây trôi qua, cảnh tượng cuối cùng mà hắn nhìn thấy là vài điều dưỡng vội tiến vào, dùng một mảnh vải lớn cuốn chặt lấy mình, cố định lên giường. Đợi tới khi hắn một lần nữa mở mắt, bản thân đã trở về với hang động đơn sơ lạnh lẽo kia, cạnh bên lại là những sư đệ, sư muội bị khuyết tật đang tò mò nhìn mình. Lý Hỏa Vượng ngồi dậy từ mặt đá lạnh băng, sau đó dùng góc độ đặc biệt để quan sát thật kỹ hoàn cảnh xung quanh. Tuy chỗ này là do ảo tưởng tạo thành, nhưng bây giờ, trong mắt hắn chính là một bảo tàng chất đầy kho báu có lẽ mình không hề bị bệnh mà là sở hữu năng lực cực kỳ hiếm thấy chỉ là những gã lăng băm đó không kiểm tra ra mà thôi có lẽ ta vốn chẳng bị bệnh gì đúng không sai ta không bị bệnh mấy năm nay hắn thật sự chịu đủ cái biệt hiệu bệnh tâm thần cũng như ánh mắt khác thường của người khác mỗi lần nhìn hắn rồi trong mắt họ bởi vì bị bệnh nên mình không còn là con người nữa mà biến thành sinh vật quái thai dị loại Nghĩ đến tương lai rất có thể mình sẽ thoát khỏi cái biệt hiệu này, Lý Hỏa Vượng tức khắc kích động tới mức không kiềm chế nổi. Vì tâm trạng không tệ nên hắn vui vẻ duỗi tay sờ sờ cái đầu trọc lóc đang tò mò thò lại gần. Ha ha, chuyện này thú vị thật. Tụ tập ở đây làm gì? Còn không mau làm việc đi. Nếu không chuẩn bị thuốc dẫn mà sư phụ muốn cho tốt, làm hỏng chuyện lớn thành tiên của lão nhân gia, hắn sẽ lột da các ngươi đó một giọng nói cực kỳ đáng ghét truyền tới từ phía cửa hang lý hỏa vượng quay đầu nhìn thì ra là gã đạo sĩ cao ngạo lạnh lùng lần trước đã tới đây truyền lời trên mặt hắn vẫn mang theo vẻ ngạo mạng kia như thể chỉ cần nói chuyện với thuốc dẫn như lý hỏa vượng nhiều thêm một giây cũng sẽ làm bẩn mắt hắn lý hỏa vượng nhớ rõ gã đạo hào của cái tên trong ảo tượng này hình như là huyền dương đối diện với ánh mắt đánh giá không chút nể nang gì của lý hỏa vượng huyền dương cảm thấy bị khiêu khích hắn vất cây vất trần trong tay lên, bước tới trước mặt Lý Hỏa Vượng. Sư đệ Lý, lần đó ngươi không trở thành thuốc dẫn cho sư phụ, thật là quá đáng tiếc. Lý Hỏa Vượng ngó lơ lời mỉa mai của hắn, bởi vì tầm mắt đã vô tình bị khối ngọc bội hình tròn treo bên hồng huyền dương thu hút sự chú ý. Thứ này hẳn là đồ cổ nhỉ. Nếu mang thứ này về thế giới thật, chắc chắn sẽ bán được không ít tiền ha. Nhưng ta phải làm thế nào đây? chẳng lẽ cướp lấy nó rồi cất vào ngực giống như cục đường kia sau khi nói vài câu mà lý hỏa vượng vẫn chẳng có phản ứng gì huyền dương bèn nghĩ có lẽ đối phương đã biết sợ thế là khinh khỉnh ngửa đầu xoay người rời khỏi cái nơi ở của đám thuốc dẫn nhìn bóng lưng dần xa của hắn trong đầu lý hỏa vượng nảy lên một ý tưởng quyết định chọn khối ngọc bội đó làm đối tượng kế tiếp để thí nghiệm năng lực dịch chuyển về phần làm thế nào để lấy được khối ngọc chuyện đó thật quá đơn giản đợi trời tối trực tiếp lẻn vào trộm là được khối ngọc bội kia thật đẹp sớm thôi nó sẽ là của ta một bàn tay nho nhỏ trắng đến gần như có thể phản quang từ bên cạnh duỗi tới nhẹ nhàng kéo tay áo làm từ vải bố của lý hỏa vượng đồng thời một giọng nói mềm mại vang lên bên tai hắn sư huynh lý mau làm việc đi thôi nếu không làm xong sẽ không có cơm ăn đâu lý hỏa vượng quay đầu nhìn thì ra là cô gái mắc chứng bạch tạng mà lần trước mình từng ra tay giúp đỡ sau một hồi ngẫm nghĩ, hắn thò tay vào áo, lôi ra nửa cục đường đỏ đã chảy đặt vào tay cô, rồi xoay người bước tới chỗ của mình, cầm cây chày giả thuốc kia lên bắt đầu làm việc. Dù là chỗ này hay là bên phía bệnh viện, hắn quyết định vẫn là tạm thời không làm gì quá khác người mới tốt. Loại chuyện kinh hải thế tục như vậy, có nói cho ai cũng đều không ổn, bản thân phải từ từ thăm dò rõ ràng quy luật bên trong rồi hẳn tính tiếp. Cùng ngày, công việc giả thuốc nặng nề cũng kết thúc, đêm khuya thanh vắng, trong tiếng ngáy và nghiến răng kèn kẹt của những người xung quanh lý hỏa vượng đang nằm trên chiếc giường lớn xài chung chầm chậm mở mắt trong hang động chẳng có cửa sổ còn tối tăm duỗi tay không thấy năm ngón này lý hỏa vượng lần mò dọc theo vách tường tiến về phía cửa đầu tiên hắn tới chỗ mình làm việc trước cầm một khối đá xanh mà mình đang nghiền dở lên khối đá tỏa ra ánh huỳnh quang mờ ảo giúp lý hỏa vượng không đến nỗi như bịt mắt bước đi trong hang đá vôi đen thui tuy rằng trong tình huống tối lửa tắt đèn việc cầm một cục đá phát sáng như vậy thật sự có hơi bắt mắt nhưng lý hỏa vượng lại chẳng chút quan tâm nếu bị người khác phát hiện cùng lắm thì mình trực tiếp quay lại bệnh viện thôi có đường lui mà sợ gì chứ hắn một thân một mình đi giữa hang đá vôi đắc ý lẩm bẩm toàn bộ thế giới ảo tưởng này đều là nhờ hắn mới có chẳng lẽ hắn còn sợ ảo giác mà mình sáng tạo ra hay sao dù bây giờ hắn vẫn chưa thể kiểm soát được nó toàn bộ hang động đá vôi được mở rộng ra rất lớn lý hỏa vượng ở chỗ này cũng xem như được một đoạn thời gian có thể nói là ngựa quen đường cũ rất nhanh hắn đã mò tới trước hang động của huyền dương tuy chỗ này cũng rất đơn sơ nhưng việc có thể độc chiếm một chiếc giường lớn đủ để chứng minh rằng thân phận của hắn và đám thuốc dẫn như lý hỏa vượng này vô cùng khác biệt nhưng điều khiến lý hỏa vượng cảm thấy ngoài ý muốn chính là huyền dương không ở trong động người không ở nhưng quần áo lại ở lý hỏa vượng lười nghĩ nhiều trực tiếp vươn tay lật đạo bào ra cầm lấy khối ngọc bội sau đó hắn lén lút chạy ra ngoài cửa động để khối ngọc bội lại gần cục đá huỳnh quang kia rồi quan sát thật kỹ lưỡng khối ngọc bội này óng ánh trong suốt mượt mà nhẵn bóng hoa văn đám mây bên trên được điêu khắc vô cùng tỉ mỉ xinh đẹp dù hắn là kẻ dốt đặc cán mai về phương diện này cũng có thể nhìn ra khối ngọc này là ngọc tốt lý hỏa vượng càng xem càng hài lòng nếu mình thật sự mang được thứ này về thế giới thật vậy ít nhất cũng đủ chi trả cho học phí 4 năm đại học của mình và Dương Na rồi. Khà khà, Dương Na ơi, Dương Na à, ngươi hãy chuẩn bị tốt tinh thần làm phú bà nhỏ đi nà. Lý Hỏa Vượng vừa nói, vừa nhét ngọc bội vào trong ngực, sau đó xoay người đi trở về. Mọi chuyện diễn ra vô cùng thuận lợi, nhưng có một số chuyện không thể mãi thuận buồn xuôi gió, thời điểm hắn sắp bước tới cửa, ở thềm đá ngay chỗ khúc cô lại xui xẻo đụng trúng một đám người. Đó là một đám thiếu nam thiếu nữ ở độ tuổi sắp xỉ Lý Hỏa Vượng, dưới ánh sáng lập lòe của đèn lồng trong tay, gương mặt tràn ngập vẻ hoảng sợ của họ trở nên chập trần, mờ ảo, lúc sáng lúc tối. Hai bên đều bị đối phương dọa cho chết khiếp, đứng ngay ra tại chỗ cả nửa ngày cũng chưa ai lên tiếng. Cuối cùng, vẫn là Lý Hỏa Vượng mở miệng trước, hắn hướng cục đá huỳnh quang trong tay chiếu vào huyền dương đang mặc một thân áo vải đứng giữa đám người, hỏi Sư huynh huyền dương, trong bộ dạng này của ngươi chẳng lẽ là bị chuyển đến nhà kho hả? Trong số những người này không chỉ có mình Huyền Dương mà còn có rất nhiều đạo đồng với cương vị khác nhau, vị đạo đồng quạt gió cho lò luyện đan cũng là một trong số đó. Mặc kệ trước kia họ làm gì, bây giờ cả đám đều mặc một áo vải quần vải, hơn nữa trừ bộ đồ trên người cũng chẳng còn trang sức gì khác. Lúc này, trên mặt Huyền Dương cũng chẳng còn vẻ ngạo mạn đắc ý lúc sáng, sau vài lần biến sắc nhanh như chớp, hắn bước tới trước mặt Lý Hỏa Vượng, nhỏ giọng nói: đi chúng ta cùng đi chúng ta cùng trốn khỏi nơi quỷ quái này sư huynh canh cửa đã bị hạ gục rồi đi ồ hóa ra các ngươi là muốn chữ trốn trong miệng lý hỏa vượng còn chưa được thốt ra đã bị huyền dương nhanh tay bịt kín thấy huyền dương che miệng lý hỏa vượng những người khác cầm ngọn đuốc cũng nhanh nhẹn xông lên bao vây lý hỏa vượng ánh mắt chẳng có chút ý tốt nào không đi đúng không Vậy hôm nay ngươi sẽ chết ở chỗ này. Chúng ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi cơ hội mật báo cho lão già chốc đầu kia biết đâu. Đứng trước ranh giới sống chết, Lý Hỏa Vượng lại chẳng chút hoảng loạn, hắn cạn lời trợn trắng mắt. Đối với hướng phát triển lại lùng của cốt truyện trong thế giới ảo tưởng, hắn mắng thầm một câu, sau đó trực tiếp nhắm chặt hai mắt lại, hít sâu một hơi. Đợi tới khi hắn mở mắt ra, phát hiện bản thân đang bị dây lưng bản lớn trói chặt trên giường bệnh, những sư huynh sư đệ bao vây xung quanh đã biến mất. Dì Vương, ta tỉnh rồi, có thể cởi trói cho ta không? Lý Hỏa Vượng nói với vào microphone để đầu giường, gọi điều dưỡng trực ca đêm tới, hắn đang rất sốt ruột, muốn kiểm tra ngay lập tức xem khối ngọc bội kia có nằm trong quần áo của mình không. Nhưng gọi cả nửa ngày vẫn chẳng có ai đáp lại, Lý Hỏa Vượng hiểu ra, điều dưỡng Vương lại lén lút xem phim truyền hình Mary Sue trong ca trực rồi, bà ta vẫn luôn thích làm biến như vậy lý hỏa vượng cúi đầu nhìn phần ngực bị trang phục bệnh nhân xanh trắng che khuất cả người cố gắng vặn vẹo muốn dùng cách này để cảm nhận xem có khối ngọc nào đang đè lên ngực mình không chỉ là bây giờ cơ thể hắn đã bị trói chặt cảm giác cứ như có như không sau vài lần thử chỉ đành bất đắc dĩ bỏ cuộc lý hỏa vượng ngáp dài với hiện trạng này của hắn xem ra chỉ có thể nằm yên trên giường cầu nguyện sau khi điều dưỡng vương xem xong phim có thể rộng lòng hảo tâm ngó qua camera theo dõi một chút Đêm khuya, dù là tầng hai với đầy người mắc bệnh nặng cũng vô cùng yên tĩnh. Lý Hỏa Vượng mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, đợi tới lúc tỉnh lại thì phát hiện bản thân đã nằm sóng xoài trên mặt đất lạnh lẽo trong hang đá vôi. Hắn vẫn còn ở chỗ cũ, nhưng mấy tên có ý định chạy trốn lúc trước đã biến mất không còn một ai. Chật, chỉ bằng mấy NPC như các ngươi mà cũng muốn đối phó ta ư. Lý Hỏa Vượng móc khối ngọc bội trong ngực ra, nhẹ nhàng tung hứng trong lòng bàn tay, sau đó nhẹt lại vào trong ngực sau đó hắn quay lại giường chung nằm trên đống cỏ khô kiên nhẫn đợi mặt trời ló dạng vừa nghĩa tới giá trị của ngọc bội hắn hưng phấn đến chẳng thể chợp mắt vì không có đồng hồ nên lý hỏa vượng cũng chẳng biết đã qua bao lâu khi nhìn thấy sư huynh đệ hai bên dần dần thức dậy hắn cũng ngồi dậy theo bên này trời đã sáng nếu vậy cũng đến lúc dì vương thay ca rồi nhỉ hay là bây giờ ta quay về bệnh viện điều dưỡng nải chuyện nghiệp hơn gì ta nhiều trong lúc lý hỏa vượng còn đang do dự ngoài cửa bỗng truyền tới một chuỗi tiếng bước chân dồn dập một đạo đồng mặc đạo bào màu đen búi hết tóc lên hoảng loạn bước từ ngoài vào nhanh chân lên sư tôn bảo mọi người tới điện huệ an tập hợp tin tức tới bất thình lình khiến mọi người chẳng hiểu mô tê gì nhưng nếu là sư phụ gọi bọn họ cũng chẳng có lý do từ chối chỉ lát sau các đệ tử đã tề tựu đông đủ trong hang động lớn nhất được gọi là điện huệ an lớn nhất ánh sáng tỏa ra từ ngọn đuốc soi rõ vẻ khó hiểu trên mặt mọi người lý hỏa vượng nhạy bén phát hiện ra trong đám đông thiếu mất mấy người ngoại trừ huyền dương thế mà cũng có không ít mấy tên đệ tử thân truyền của sư phụ chốc đầu ôi chao đây là cùng nhau bỏ trốn đó hả ông tâm trạng hóng hớt hắn nghĩ thầm trong lòng cảnh tượng trước mắt khiến hắn có cảm giác như đang xem phim vậy khi một người lò dò bước ra từ đường hầm tăm tối ngoại trừ lý hỏa vượng tất cả đạo đồng đều vô thức cúi đầu xuống thật thấp. Đó là sư phụ của họ, Đan Dương Tử. Khụ. Một tiếng đằng hắn khiến tất cả mọi người trở nên khẩn trương hết cả lên. Tối qua, vào lúc canh hai, có người muốn chạy trốn, trong đó còn bao gồm hai vị đệ tử thân truyền của đạo gia, điều này khiến bổn đạo gia vô cùng đau lòng. Ngoài miệng thì nói đau lòng, vẻ tàn độc trên mặt ông ta gần như sắp hóa thành thực thể. Bị phát hiện sớm vậy sao? đám người huyền dương thật kém cỏi lý hỏa vượng biểu môi không quy tắc sẽ không thành hình làm sai ắt phải chịu phạt đây chính là quy định của phái tây sơn đông hoa của ta tất cả đi theo ta các đệ tử không dám thở mạnh yên lặng đi theo sau đan dương tử đoàn người tiến về phía trước xuyên qua đủ loại hang động có lớn có bé lại lội qua một mạch nước ngầm chảy xiết chỉ lát sau bọn họ đã tới một hang động ẩm ướt lớn chừng phòng học Lý Hỏa Vượng nhìn thấy những người chạy trốn đêm qua đều bị trói gô, ném vào trong góc tường, không sót một người nào. Lúc nhìn thấy sư phụ, biểu cảm uể oải trên mặt họ lập tức trở nên kích động, cả người ra sức giãy dụa như muốn nói gì đó, nhưng mảnh vải trong miệng lại ngăn không cho họ thốt nên lời. Mà hình như đang dương tử cũng chẳng muốn nghe bọn họ giải bày, ông ta dùng một tay kết ấn, sau đó chỉ về phía trước. Mở. Chỉ trong nháy mắt, mặt đất được cọ rửa bóng loáng trong hang động nứt ra một cái hố lớn những người dám chạy trốn lập tức rơi xuống ngay sau đó từ trong động truyền tới tiếng kêu la thảm thiết đầy thống khổ lẫn vào đó là tiếng máu thịt bị xé rách cũng như tiếng xương cốt đứt gãy vang lên không ngừng đối diện với cảnh tượng khủng bố này không ít đạo đồng bắt đầu run lẩy bẩy chân như mềm đi chỉ hận không thể nhắm chặt hai mắt lại tiến lại gần hơn đi đây chính là kết cục của họ khi dám chạy trốn Lời nói của Đan Dương Tử khiến mặt mày mọi người tức khắc trắng không còn một giọt máu. Không một ai dám làm trái với mệnh lệnh của sư phụ, thế là họ xô đẩy nhau bước tới gần cái hố. Trong hố rất đen, cực đen, đen thui không có chút ánh sáng. Cái hố tròn vo, đen thui tựa như một cái lốc xoáy, phản phất như muốn hút tất cả mọi người vào trong. Sau khi quan sát cẩn thận, Lý Hỏa Vượng phát hiện trong cái hố là một cái vạt đen, trên miệng vạt dán kính vô số bùa chú trong vạc hình như có thứ gì đó động đậy nhưng lý hỏa vượng lại không nhìn thấy rõ tin tức duy nhất mà hắn tiếp nhận được chính là mùi máu tươi gây mũi khiến người khác thấy buồn nôn mặc kệ thứ đang được cất giấu trong đây là gì nhưng hắn tuyệt đối có thể khẳng định thứ đó vô cùng nguy hiểm theo lý mà nói thứ ở trong thế giới ảo hắn là không thể tác động đến ta mới đúng trước giờ chưa từng xảy ra chuyện này trong đầu nghĩa vậy trái tim của hắn cũng bị treo cao lên cả người chuẩn bị sẵn sàng để trở về bệnh viện bất cứ lúc nào ầm uhm. một thứ gì đó đen thui nhúc nhích chui ra khỏi hố cuốn lấy một vị sư đệ bên cạnh lý hỏa vượng sau đó thình lình ruột về trong động mọi người bị cảnh tượng này dọa sợ chết khiếp nhốn nháo lùi về phía sau dán chặt lên vách tường bóng loáng trong hang động nếu không phải đang dương tử đứng bên cạnh nhìn chằm chằm e rằng bọn họ đã sớm chạy ra ngoài trên mặt hầu hết mọi người ở đây đều xuất hiện biểu cảm sợ hãi trung rẫy suy đoán xem thứ vừa nãy là cái gì. Trong số đó không bao gồm Lý Hỏa Vượng, bởi vì vừa nãy hắn là người đứng cách gần nhất nên hắn nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Đó là một thứ màu đen có kết cấu giống bắp thịt, trên làn da nhấp nháp, trơn trượt mọc đầy những xúc tua ngắn, nhỏ không ngừng phe phẩy. Thông qua những đặc điểm đó, Lý Hỏa Vượng có thể khẳng định rằng thứ mà đang dương tử đang chăn nuôi trong cái hố kia tuyệt đối không phải bất cứ sinh vật gì tồn tại trên đời này. Còn rốt cuộc nó là cái gì? lý hỏa vượng đoán không ra mà cũng chẳng muốn lại gần đó nhìn lần nữa tuy biết những thứ này đều chui ra từ trong đầu hắn nhưng lý hỏa vượng cũng rất muốn biết tại sao trong số những thứ mình tưởng tượng ra lại xuất hiện thứ này lý hỏa vượng đánh giá khung cảnh vô cùng chân thật xung quanh trong lòng bỗng nảy lên một suy đoán đáng sợ chẳng lẽ thế giới quỷ quái rùng rợn này là thật suy đoán này khiến cả người lý hỏa vượng run bần bật trong nháy mắt hắn nhớ tới những người đã chết trước đó nếu những người ấy là thật không phải là ảo giác của mình vậy chẳng phải nếu vừa nãy mình bị thứ kia tóm lấy thì cũng sẽ chết sao nỗi sợ khiến con người ta không thể hô hấp này gần như đè bẹp lý hỏa vượng hắn cố gắng hít sâu mấy hơi dựa theo cách mà bác sĩ lý đã dạy để tự khai thông cho chính mình tất cả đều là ảo giác dù chân thật cỡ nào cũng đều là ảo giác lý hỏa vượng ngươi tuyệt đối không thể bị lạc trong thế giới ảo này lần nữa bọn họ đều do ngươi sáng tạo ra ngươi sợ gì chứ Dương Na còn đang đợi ta trở về, ta không thể phụ lòng cô ấy. Ta phải chiến thắng tất thảy. Ta nhất định sẽ làm được. Sau một hồi tự thôi miên mình, cảm xúc của Lý Hỏa Vượng dần ổn định lại, đủ để hắn thản nhiên đối mặt với cảnh tượng phía trước. Lúc này Đan Dương Tử hoàn toàn không để ý đến Lý Hỏa Vượng đang nghĩ gì trong đầu, ông ta vẫn đang lớn giọng răng dậy các đồ đệ đã bị dọa chết khiếp. Mai mốt nếu ai còn ôm ý định chạy trốn hay gây rối, vậy hãy ngẫm kỹ lại những gì mình đã thấy hôm nay câu nói này của đan dương tử khiến tâm trạng mọi người lập tức trở nên khẩn trương vô cùng sự sợ hãi lan rộng trong mắt họ ông ta chắp tay sau lưng nhàn nhã cất bước lướt qua từng đồ đệ của mình cặp mắt tựa chim ưng quét qua mặt bọn họ đạo gia ta nói cho các ngươi hay giúp người thành tiên chính là công đức lớn nếu đạo gia ta có thể thành tiên tất nhiên sẽ không quên công lao của các ngươi nhưng nếu có người dám làm hỏng chuyện tốt của đạo gia hừ hừ. Vừa dứt lời, ông ta bỗng dừng lại trước mặt Lý Hỏa Vượng, đánh giá thằng nhóc có thần thái khác hẳn những tên đồ đệ khác này. Ngươi chỉ là hư ảo mà thôi, ta sợ ngươi chắc. Ngươi chỉ là một suy nghĩ trong đầu ta thôi. Nghĩ vậy, Lý Hỏa Vượng dương mắt, bình tình nhìn thẳng vào gã sư phụ chốc đầu trước mặt. Đương Đan Dương tử nâng bàn tay phải dính đầy đất trong kẻ móng lên, không khí trong hang đá vôi tức khắc trở nên căng thẳng, nặng nề, tầm mắt của mọi người dồn về phía vị sư huynh dám can đảm mạo phạm tới sư phụ, trong lòng chờ xem sư phụ sẽ xử lý thằng nhóc đó thế nào. Ai ngờ biểu cảm trên mặt đang dương tử bỗng thả lỏng, ông ta nâng tay phải, vỗ nhẹ lên đầu lý hỏa vượng mấy cái, bầu không khí căng thẳng cũng biến mất không thấy tâm hơi. Tối qua khi những tên phản đồ đó mời ngươi cùng nhập bọn, sao ngươi lại không đồng ý? Những lời này nghe thì có vẻ là đang hỏi Lý Hỏa Vượng, nhưng thực tế là đang khen ngợi hắn. Lý Hỏa Vượng vừa định mở miệng, Đan Dương Tử lập tức giơ tay phải lên ra hiệu trước đừng vội mở miệng. Đừng nói mấy lời ba hoa sáo rỗng kia, tuy ngươi không kịp thời báo cáo cho bổn đạo gia biết, nhưng so với mấy tên nghiệp đồ lòng mang ý xấu đó, biểu hiện của ngươi thật không tệ. Hắn thả tay xuống, mở miệng nói tiếp. Ta thấy thiên phú của ngươi không tồi, không cần tiếp tục ở lại nhà kho làm việc nữa, về sau ngươi chính là đệ tử ký danh của bổn đạo gia. Lý Hỏa Vượng sửng sốt, địa vị của mình tăng lên ư nhưng hắn lập tức phản ứng lại ngay chỉ trong một thời gian ngắn trong động đã chết rất nhiều người số người bên cạnh hầu hạ lão già này chắc chắn không đủ đúng rồi nếu ngươi đã trở thành đệ tử bổn đạo gia vào bổn giáo không có đạo hào là không được về sau đạo hào của ngươi chính là huyền dương lý hỏa vượng quét mắt về phía góc động thảm trạng của vị cựu huyền dương lướt qua trong đầu hắn hắn nghĩ thầm hay cái tên này đúng là không may mắn chút nào tuy lý hỏa vượng chẳng thèm để tâm đến chút đãi ngộ này nhưng lúc bấy giờ ánh mắt của những người khác cùng làm trong nhà kho hiện rõ vẻ hâm mộ trở thành đệ tử ký danh của đan dương tử tức là không cần chết nhưng trong mắt đan dương tử vậy vẫn chưa đủ sau cây gậy lớn thì phải cho thêm nhiều trái táo vậy mới câu được người chứ huyền dương à nếu ngươi đã gia nhập bổn giáo vậy bổn đạo gia cũng phải tỏ chút thành ý mới được nghe thấy ông ta gọi mình lý hỏa vượng vội vàng bước tới bên cạnh nghe chừng ông ta định đưa cho hắn thứ gì đó. Đan Dương tự lấy hồ lô treo bên hông, đổ ra năm viên thuốc màu đen, sau đó đặt vào trong tay Lý Hỏa Vượng. Cầm cho chắc, đây là thuốc thần mà bổn đạo gia ta đã luyện chế ra, sau khi ăn vào chẳng những có thể tăng thêm 10 năm tuổi thọ, còn có thể khiến ngươi tạm thời đạt được sức mạnh thần thông để bảo mệnh. Lý Hỏa Vượng cao mày, cầm mấy viên thuốc lên xăm soi. Đừng nói là thứ này cũng được luyện chế từ người đó nhé trong lúc còn đang nghĩ ngợi lý hỏa vượng bỗng nhìn thấy viên thuốc trong tay hơi lay động sau đó chuyển từ hình cầu thành hình quả trứng bên trong như có thứ gì đó muốn phá vỏ chui ra đợi tới lúc hắn hoàng hồn nhìn kỹ lại thì phát hiện viên thuốc kia chẳng thay đổi chút nào cả mẹ kiếp ta bị điên rồi hả để ý mấy chuyện xảy ra trong ảo giác làm gì tất cả đều là giả tuyệt đối không thể đắm chìm trong đó lần nữa lý hỏa vượng ảo não dùng tay vỗ đầu mình Đan dương tử không để ý đến hành động kỳ lạ của Lý Hỏa Vượng, ông ta quay đầu nhìn đám người còn lại. Nhìn thấy không? Dám chống đối đạo gia, vậy chỉ có đường chết, nhưng chỉ cần các ngươi giúp đạo gia, tất sẽ có thưởng, hơn nữa còn là thưởng lớn. Tầm mắt mọi người nhảy qua nhảy lại giữa viên thuốc và đang dương tử, lúc này trong đầu ai nấy đều chứa đầy toan tính, còn việc toan tính cái gì thì chỉ chính họ mới biết. Thấy mục đích của mình đã đạt thành, đang dương tử vẫy vẫy phất trần bẩn thiểu, bảo mọi người trở về làm việc tiếp mà lý hỏa vượng bây giờ cũng không cần về nhà kho nữa đạo hào của hắn là huyền dương vậy những gì trước kia thuộc về huyền dương giờ đều là của hắn cả từ địa vị đạo bào thậm chí hang đá vôi riêng kia chỉ là lúc này so với những gì xảy ra trong thế giới ảo hắn càng quan tâm tới những thứ hắn có được hơn hắn khoanh tay ôm ngực nhìn hai món đồ được trên lớp ga trắng trong phòng bệnh đó chính là ngọc bội và thuốc viên trời ạ à, thế mà lại có thể mang về được thật nhưng bây giờ lý hỏa vượng lại rất bối rối một vấn đề cũ lại hiện ra trước mặt hắn lần nữa khiến hắn không thể không đối mặt với nó nếu ta mang được viên thuốc về thế giới thật sau khi ăn xong nó lại có hiệu quả vậy rốt cuộc chỗ đó có phải ảo giác không rốt cuộc chuyện này là thế quái nào lúc trước hắn thật sự nghiêm túc nghe theo lời dặn của bác sĩ kiên quyết coi tất cả những chuyện xảy ra ở thế giới kia là ảo giác nhưng bây giờ thứ này lại xuất hiện trước mặt lý hỏa vượng còn là đồ thật vật thật thế là niềm tin trong hắn bắt đầu dao động nếu đây chỉ là ảo giác vậy tại sao món đồ trước mặt hắn đây lại có thể biến thành vật thật với lại điều này có gây nguy hiểm gì cho hắn không nếu đó là một thế giới khác vậy sư tỷ bị sư phụ điên luyện thành thuốc huyền dương bị vạt đen nuốt chửng vô số cảnh tượng khủng bố không ngừng lóe lên trong đầu hắn khiến hơi thở của hắn trở nên dồn dập a à, phiền quá đi ngay cả một người để tâm sự cũng không có lý hỏa vượng bực bội gãi đầu sau khi phát tiết xong cuối cùng lý hỏa vượng vẫn phải đối diện với sự thật sau một hồi suy nghĩ hắn đã tìm ra cách để ứng phó bên phía thế giới ảo dù là thật hay giả hắn vẫn sẽ hành động giống như trước hoàn toàn xem nơi đó là thật lỡ may đó là thật vậy bản thân cũng có thể yên tâm giữ mạng còn nếu là giả thế thì mình cũng chẳng thua thiệt gì trước mắt mình phải thí nghiệm giá trị và công dụng của mấy thứ này trước đã, vậy mới tiện cho việc lên kế hoạch kế tiếp. Sau khi tìm được cách đối phó, Lý Hỏa Vượng hít sâu một hơi, dùng ngón trỏ và ngón cái nhặt một viên thuốc lên, dơ ngang mặt. Không được, nếu mình tự thử thì quá nguy hiểm. Ánh mắt của hắn dời về phía những bệnh nhân đang nghỉ ngơi phơi nắng trong sân vườn. Sau một giây do dự, dằn co, hắn buồn bã thả viên thuốc xuống. Mình và họ đều là những người đáng thương, sao có thể để họ thử thuốc được chứ thôi đợi khi nào có thời gian thì bắt một con chuột bạch về thử đi ngay sau đó ánh mắt của lý hỏa vượng dời sang khối ngọc bội hình tròn kia so với thuốc viên thì thứ này dễ giải quyết hơn nhiều nói đi chuyện gì ta phải trèo tường để tới đây đó nếu chỉ là trò đùa dai thì hừ hừ dương na giơ nắm tay nhỏ trắng nõn lên đe dọa lý hỏa vượng em gái rơi vào đường cùng nên anh đây mới phải mời ngươi tới giúp mà, ngươi cũng biết ta căn bản không thể lẻn ra ngoài được. Lý Hỏa Vượng vừa nói vừa bước tới trước cửa, khóa lại, sau đó kéo luôn rèm cửa vào. Dương Na thấy hành động này của Lý Hỏa Vượng thì có hơi hoảng loạn, vô thức lui về sau nửa bước. Ngươi muốn làm gì, điều dưỡng có thể nghe thấy những gì chúng ta nói trong này đó. Cô vừa dứt lời, từ chiếc loa để đầu giường truyền tới tiếng cười trộn của các chị điều dưỡng. Ha ha, không sao cả chúng ta không nghe thấy đâu em trai tiểu lý cố lên nha mấy chị à các ngươi đừng hóng hớt như vậy có được không tập trung chút sức lực dư thừa đó lên người bệnh ở phòng chăm sóc đặc biệt đi mà lý hỏa vượng nói với về phía đầu giường sau đó kéo tay dương na tới một góc phòng cách xa chỗ đó hắn lôi khối ngọc bội ra khỏi túi nhét vào lòng bàn tay cô sau đó ghé miệng lại sát bên tai cô nhỏ giọng dặn dò hắn càng nói hai mắt dương na cũng ngày càng trợn trừng sao có thể chuyện này cô còn chưa nói hết câu lý hỏa vượng đã trực tiếp duỗi tay bưng kính miệng cô ánh mắt hai người giao nhau lý hỏa vượng nhìn dương na chăm chú trong mắt ánh lên sự khát vọng mãnh liệt giúp ta đi mà những lời ta nói đều là thật cả mọi người không một ai tin ta kể cả cha mẹ họ đều cho rằng ta điên rồi thế nên ta chỉ có thể tìm ngươi trên đời này ta chỉ tin một mình ngươi ta thật sự không điên dương na nhìn lý hỏa vượng vài giây cuối cùng cắn môi gật đầu trước khi cô rời khỏi khóe mắt cô đỏ lên đi được một chút lại dừng xem chừng rất lo lắng về tình trạng tinh thần của lý hỏa vượng lý hỏa vượng dõi theo bóng lưng rời đi của cô tâm trạng vô cùng phức tạp hắn không để bụng người khác nghĩ gì nhưng dương na thì khác na na ngươi tin ta một lần một lần thôi trong lúc chờ đợi thời gian luôn trôi qua thật chậm lý hỏa vượng thấp thỏm bất an nằm chờ trong phòng bệnh trong khoảng thời gian này cũng có lúc hắn lại về tới thế giới ảo nhưng lý hỏa vượng sẽ dùng tốc độ nhanh nhất quay lại theo lời dặn của bác sĩ thì chuyện này thật sự không tốt chút nào nhưng hắn sợ mình sẽ bỏ lỡ dương na một ngày hai ngày ba ngày mỗi một ngày trôi qua tâm trạng của lý hỏa vượng càng thêm lo được lo mất tiểu lý cô bạn gái nhỏ của ngươi tới thăm kìa nghe thấy lời thông báo cửa điều dưỡng lý hỏa vượng trực tiếp cá chép lộn người nhảy bật dậy khỏi giường chạy ra cửa phòng bệnh. Lý Hỏa Vượng và Dương Na tình cờ gặp nhau trong sân vườn, hai người kích động ôm chầm lấy nhau. Dương Na cố gắng đè thấp giọng, hét nhỏ bên tai hắn. "Hỏa Vượng, là thật, miếng ngọc kia là thật. Ta không bệnh." "Ha ha. Ta không bệnh." Lý Hỏa Vượng kích động ôm lấy eo cô gái, quay vòng trên không tận mấy vòng. Sau một hồi lâu, hai người mới ổn định lại được tâm tình phấn khởi của mình. Ta nhờ ngươi giúp như vậy có ảnh hưởng tới cuộc sống và việc học của ngươi không? Hai người ngồi xuống cạnh bồn hoa, Lý Hỏa Vượng quan tâm hỏi thăm Dương Na. Dương Na lại không trả lời câu hỏi của hắn mà đánh trống lãnh sang chuyện khác. Cô Vương bốn ngón tay mảnh khảnh ra trước mặt Lý Hỏa Vượng. Ngươi biết miếng ngọc bội kia trị giá bao nhiêu không? Bằng này lận đó. Bốn, mươi nghìn. Bốn trăm nghìn. Hơn nữa ta cảm thấy chắc chắn chỗ đó định đè thấp giá cả, nếu hỏi thêm mấy cửa hàng khác nữa hẳn là giá sẽ tăng thêm một chút. 400.000, 400.000 ư. Lý Hỏa Vượng ngây ngô cười, số tiền này chẳng những có thể trả hết chi phí chữa bệnh mấy năm qua của hắn, mà còn dư ra không ít nữa, quan trọng hơn đây chỉ là bắt đầu. Dương Na, chuẩn bị sẵn sàng làm phú bà chưa? Câu chọc ghẹo của Lý Hỏa Vượng khiến mặt mày Dương Na đỏ ửng hết cả lên. Bớt chém gió lại, nói ra thì chuyện này đúng là quá kỳ lạ, có chắc là nó không gây hại gì cho cơ thể ngươi không? Không sao, ta có thể xảy ra chuyện gì được chứ, ta bây giờ rất khỏe, nhưng nếu là vậy, xem ra thời gian chữa trị của ta phải kéo dài thêm chút nữa rồi, đây chính là kho báu đấy, ta không thể bị chữa khỏi nhanh vậy được. Nghe thấy những lời này, mặt mày Dương Na trở nên căng thẳng hẳn lên, cô lo lắng nói với Lý Hỏa Vượng. Hỏa Vượng, đây là hai chuyện khác nhau, ta không cần tiền, ngươi cũng không thể bỏ dở điều trị, ngươi hứa với ta đi nếu không mai mốt ta sẽ không bao giờ giúp ngươi nữa trong lòng lý hỏa vượng nghĩ tới rất nhiều lý do để phản bác cô nhưng nhìn thấy sự quan tâm lo lắng chẳng hề che giấu trong đôi mắt kia tim hắn như được ngâm trong nước ấm được ta hứa với ngươi dương na cười duỗi tay xoa nhẹ đầu hắn lúc này mới ngoan em trai thối trong lúc hai người còn đang trò chuyện xem nên làm gì với khối ngọc bội này vài gã đàn ông cao lớn thô kệch cầm tấm khiên phòng chống bạo lực vội vàng đi lướt qua mặt họ. Anh Triệu, sao thế? Xảy ra chuyện gì hả? Lý Hỏa Vượng khó hiểu, chặn một người quen trong số đó lại hỏi thăm. Đừng hỏi nhiều như vậy, tiểu Lý, ngươi mau mau trở về phòng bệnh đi, còn nữa nếu chẳng may đụng phải lão già, nhớ lập tức thông báo ngay cho điều dưỡng, lão già đó chắc chắn lại lén lúc nhổ thuốc ra rồi. Người nọ vội vàng căng dặn hắn, sau đó xoay người chạy về phía cầu thang khu bệnh nặng không phải có hai lớp hàng rào sắt bao quanh lận sao? Với cái cơ thể ốm o đó của lão già mà cũng trốn ra nội á. Lý Hỏa Vượng khó hiểu nhìn về phía bên kia. Lúc trước, khi mà hắn còn chưa thể phân rõ ảo giác và hiện thực thì cũng từng sống ở đó một đoạn thời gian, ký ức ấy thật sự chẳng tốt đẹp gì. Thấy những bệnh nhân khác được điều dưỡng dẫn về các phòng bệnh, Lý Hỏa Vượng cũng quay sang nói với Dương Na. Tình hình ở đây có hơi loạn, ngươi về trước đi. Buổi tối ngươi gọi cho bệnh viện, chúng ta liên lạc qua điện thoại. Ừm, vậy ngươi ở lại đây nghỉ ngơi cho tốt, còn nữa, đừng quên những gì ngươi vừa hứa với ta đó." Dương Na nói xong, vội xoay người đi về phía cổng lớn bệnh viện. 400.000 ư? Lý Hỏa Vượng vừa xoay người đi về phía phòng bệnh vừa thầm cảm thán, sau khi biết khối ngọc bội kia thật sự có giá tới vậy, trong đầu hắn bắt đầu nảy sinh rất nhiều ý tưởng mới. Ảo giác thì sao mà hiện thực thì sao? nếu đồ vật bên kia có giá trị như vậy ai thèm để ý nó là thật hay giả chứ còn chưa đi được vài bước một tiếng thét chói tai đầy thân thuộc vang lên từ phía sau lý hỏa vượng vội quay đầu đập vào mắt là cảnh tượng dương na bị một ông già hói đầu gầy trơ xương đẩy ngã xuống đất điều này khiến lửa giận trong lòng lý hỏa vượng lập tức bốc lên ngùn ngụt hắn nghiến răng lao tới biểu cảm vô cùng dữ tợn lão già đó là bạn gái của ta ngươi mau thả cô ấy ra Tiếng xé gió vang lên, một cục gạch hình lục giác bay tới, nện thẳng vào đầu Lý Hỏa Vượng. Trời đất quay cuồng, Lý Hỏa Vượng ngã mạnh xuống đất, tầm mắt cửa hắn dần dần nhuốm màu đỏ tươi, hắn vỡ đầu chảy máu rồi. Trong tầm mắt đỏ rực, Lý Hỏa Vượng nhìn thấy một đôi chân tho to ẩn dưới lớp quần bệnh nhân đang chầm chậm bước ngang qua mặt mình, hướng về phía Dương Na đang ra sức la hét, dãy dụa. Nghe thấy tiếng bước chân nặng nề kia từ từ tiến lại gần Dương Na, đầu óc Lý Hỏa Vượng trở nên trống rỗng. Chỉ còn lại duy nhất một suy nghĩ đó là không thể để bọn họ làm tổn thương Dương Na. Hắn run rẩy móc từ trong túi ra một viên thuốc mà sư phụ đưa, nhét vào cái miệng chảy đầy máu của mình. Trong phút chốc, một dòng nước cực kỳ nóng bỏng dâng lên từ trong dạ dày, thấm nhập vào tay chân lý hỏa vượng, hắn lập tức cảm thấy bản thân tràn ngập sức mạnh, đầu óc mơ màng hồ đồ cũng tỉnh táo hơn rất nhiều. Bốp. Một quyền vung tới, đập mạnh vào hàm dưới của tên mập đống răng vàng khè trong miệng nháy mắt rơi rụng lả tả, chỉ một lát đã chẳng còn lại mấy cái. Lý Hỏa Vượng cả người toàn là máu không thèm để ý đến tên mập nằm sụi lơ trên đất không dậy nổi kia nữa, hắn xoay người bước tới trước mặt lão lưu đồ, nhấc chân đạp mạnh lên lồng ngực khô gầy của gã. Rắc rắc. Tiếng xương gãy nát vang lên không ngừng, lão già bị đánh hộc máu, cả người mềm nhũng như cọng bún thiêu bay ngược ra ngoài nhìn dương na nước mắt lưng tròng run rẩy dùng áo bông rách nát che kín cơ thể hàm răng lý hỏa vượng nghiến chặt vào nhau mạnh đến độ chảy cả máu đôi mắt giăng đầy tơ máu của hắn trợn trừng lên nhìn chằm chằm hai người ngã sóng xoài trên đất không đứng dậy nổi chân dẫm mạnh xuống nền xi măng một cái mượn lực lao về phía hai tên kia như báo đốm hỏa vượng dừng tay ngươi định làm gì lý hỏa vượng mặc quần áo chuyên dụng của bệnh viện nằm trên giường bệnh yên lặng nhìn bình truyền nước treo trên đỉnh đầu hình như hắn đang chờ đợi cái gì đó một tiếng kẻo kẹt vang lên cửa phòng bệnh mở ra ôi tiểu lý à chẳng phải lúc trước ngươi đang hồi phục rất tốt sao chuyện gì đã xảy ra vậy bác sĩ điều trị của lý hỏa vượng đi vào nhìn hắn bằng vẻ mặt vô cùng thất vọng trên đầu lý hỏa vương quấn băng gạt trắng đang nằm trên giường nghe bác sĩ nói như vậy khiến hắn quýnh lên vội mở miệng giải thích bác sĩ Do họ động tay động chân với Dương Na trước. Ta vì bảo vệ nàng nên mới bị ép buộc phải phản kích lại họ. Bác sĩ gập tay lại đẩy gọng kính trên sóng mũi. Ngươi làm vậy mà coi là phản kích à? Hành động này của ngươi phải gọi là phản sát mới đúng. Hiện giờ lưu kiến nghiệp vẫn còn nằm ở phòng hồi sức chưa ra ngoài được đấy. Một cú đá của ngươi suýt chút nữa đưa tiễn hắn luôn rồi. Ngươi cũng điều trị ở đây một thời gian rồi nên mọi người đều biết rõ sự tình chẳng lẽ trước khi ra tay ngươi không lo lắng cho bệnh tình của lưu sư phụ hay sao ta còn nghĩ rằng ngươi là một đứa trẻ hiểu chuyện đấy nghĩ đến dương na bị hoảng sợ đến mức khóc thảm thiết lý hỏa vượng vẫn có chút không phục hắn nói hắn bị tâm thần thì sao chứ bị tâm thần là có thể muốn làm gì thì làm à nếu phải lựa chọn giữa việc dương na bị tổn thương và ngồi tù ta tình nguyện chọn cách sau ngươi Bác sĩ điều trị bị Lý Hỏa Vượng chọc giận nói không nên lời. Cuối cùng hắn chỉ có thể thở dài rồi lắc đầu. Thôi quên đi, viện trưởng đã gọi điện thoại cho người nhà hai bên, chuyện này không cần ngươi nhọc lòng nữa. Lý Hỏa Vượng nghe hắn nói như vậy thì hơi cuộn người lại rồi nằm nghiêng sang một bên, đưa lưng về phía hắn. Trong lòng Lý Hỏa Vượng âm thầm tính toán xem ngọc bội trị giá 400.000 tệ kia có đủ bồi thường hay không. Tuy nhiên, vào lúc này hắn cũng không hoảng loạn chút nào, sau khi tận mắt chứng kiến đang dược kia thật sự có tác dụng lý hỏa vượng bỗng nhiên phát hiện ra cuộc đời của mình có thêm rất nhiều lựa chọn mới bác sĩ điều trị cảm thấy tâm trạng của bệnh nhân nhỏ này của mình không được tốt cho lắm nên hắn mở miệng trấn an tiểu lý à ngươi đừng lo lắng ngươi sẽ không ngồi tù đâu người trong viện có thể làm chứng cho ngươi nên ngươi đừng suy nghĩ đến những thứ này nữa an tâm dưỡng bệnh đi còn những chuyện khác chúng ta sẽ xử lý tốt thôi từ lời nói lý hỏa vượng có thể cảm nhận được bác sĩ đang lo lắng cho mình cảm ơn bác sĩ cảm ơn cái gì chứ ai bảo ta là bác sĩ điều trị chính của ngươi ngươi còn nhỏ như vậy đương nhiên ta phải quan tâm đến ngươi nhiều hơn rồi lý hỏa vượng cảm nhận được bàn tay của đối phương đang vỗ trên bả vai của mình chẳng qua tiểu lý này ngươi nói thật cho ta biết đi lúc ấy ngươi làm thế nào mà khiến họ bị thương thành như vậy người bình thường không thể làm được nhưng chuyện đó có đúng không lúc đó ngươi vẫn đang ở trạng thái bình thường hay là rơi vào trạng thái ảo giác mới? Nghe bác sĩ hỏi như vậy, trong lòng Lý Hỏa Vượng cảm thấy căng thẳng, lực chú ý lập tức tập trung vào túi áo ngoài của mình. Chuyện này, ta. Ta là bác sĩ tâm lý, hơn nữa cũng rất tâm đắc với lĩnh vực này, ngươi đừng che giấu bệnh của mình, tốt nhất ngươi nên suy nghĩ kỹ rồi trả lời câu hỏi của ta, ta rất ghét bệnh nhân của mình lừa gạt ta. Tuy vẻ mặt của hắn vẫn hiền hòa, giọng nói vẫn dễ chịu, nhưng lý hỏa vượng lại cảm giác được một loại áp lực vô hình bắt đầu xuất hiện bên trong căn phòng làm sao bây giờ không thể để hắn chuyện về đang dược được ngay lúc lý hỏa vượng đang lo lắng tìm cách trốn tránh câu hỏi của đối phương thì khung cảnh ở xung quanh bắt đầu trở nên không ổn định giọng nói của bác sĩ cũng càng lúc càng mơ hồ chưa đến mấy giây sau hắn phát hiện mình đã rơi vào trạng thái ảo giác lần nữa lúc này hắn đang nằm trên chiếc giường đá trong hang động đơn độc ở huyền dương lý hỏa vượng ôm đầu ngồi dậy nhìn quang cảnh đơn sơ xung quanh hang động hắn nhếch miệng cười hắc hắc mặc kệ như thế nào đây cũng là một cách giải quyết lần này hắn không dự định trở về sớm để tránh việc bác sĩ vẫn còn canh giữ bên người chưa chịu đi lý hỏa vượng bước ra khỏi phòng nhìn các sư huynh sư đệ đi ra đi vào trong đường hầm hang động trong lòng hắn bắt đầu lên kế hoạch nếu những đang dược kia là thật như vậy sau này hắn không thể tùy tiện như trước được nữa nhất định phải lợi dụng nơi này thật tốt để rút được càng nhiều lông cừu từ nơi này hơn nữa cũng may thân phận bây giờ của hắn không còn là dược liệu dùng làm thuốc dẫn nữa mà đã biến thành đệ tử ký danh của lão đầu hói kia hành động cũng tự do hơn rất nhiều khi hắn nhìn thấy một vị đạo sĩ để râu mặc áo đạo bào giống như đồ trên người hắn đang mặc đi ngang qua hai mắt lý hỏa vượng sáng ngời hắn vội đuổi theo vị sư huynh này vị sư huynh này Vị đạo sĩ để râu kia nghiêng đầu nhìn qua thì thấy Lý Hỏa Vượng đang nói chuyện với mình. Hắn tỏ vẻ thờ ơ hỏi. Huyền Dương Sư Đệ, có chuyện gì sao? Lý Hỏa Vượng học theo dáng vẻ nói chuyện của họ, trả lời. Sư Đệ mới trở thành đệ tử của Sư Phụ, kính nhờ Sư Huynh giải đáp nghi vấn giúp ta, tiếp theo ta nên làm những gì? Ngươi đừng trách Sư Huynh nói chuyện không dễ nghe, tuy ngươi là đệ tử do Sư Phó tự mình thu nhận vào nội môn, nhưng tư lịch của ngươi nông cạn nhất, Bây giờ ngươi chỉ có thể chạy việc vặt trong Thanh Phong quán mà thôi. Còn đạo pháp thành tiên thì đây là đại ngộ mà chỉ đệ tử quan môn mới được sư phụ chỉ dạy, ngươi còn chưa đủ tư cách. Bây giờ ngươi đi theo ta đến chờ bên ngoài phòng đang trước đi. Thành tiên. Lý Hỏa Vượng lẩm bẩm tự nói, hắn chưa từng nghe nói qua có vị thần tiên nào tu đạo thành tiên nhờ vào việc luyện đan cả. Sư phụ thật sự có thể thành tiên sao? Trên mặt đạo sĩ có trâu kia lộ ra vẻ tự mãn. Đương nhiên rồi, sư phụ là người thần thông quảng đại, ngươi chỉ cần hầu hạ cho tốt là được rồi. Từ trong miệng vị sư huynh tên là Huyền Âm, Lý Hỏa Vượng đã tìm hiểu rõ toàn bộ cơ cấu đệ tử trong hang động đạo quán này. Trong này có tổng cộng 5 người đệ tử ký danh, một người đệ tử quan môn, quán chủ là Đan Dương Tử. Ngoài những người này ra, những người còn lại đều là đệ tử ngoại môn, chuyên làm các việc nấu cơm bếp nút, trong coi phòng dược liệu, một số đạo đồng làm các công việc tạp vụ, có tổng cộng 180 người làm những việc này. Đây là lần đầu tiên Lý Hỏa Vượng có cái nhìn hoàn toàn mới về toàn bộ đạo quán, đệ tử trong đạo quán tương đối ít, thậm chí có thể coi là vắng vẻ tiêu điều, nhất là cách đây không lâu đã chết một lượng lớn đệ tử. Trong lúc nói chuyện, lò luyện đang ngập tràn áp lực kia lại xuất hiện trước mặt Lý Hỏa Vượng, khói trắng mờ ảo từ trong lò bay ra, hình như bên trong đang luyện cái gì đó. Lần này, trong phòng luyện đang ngoại trừ đang dương tử ra, còn có đệ tử quan môn của hắn đó là một thanh niên có vẻ mặt âm u lý hỏa vượng đi theo huyền âm đứng chờ ở bên cạnh một lúc thì nhận được công việc của mình hắn cầm danh sách dược liệu đi đến phòng dược liệu cũng giống như những công việc lúc trước của huyền dương lúc lý hỏa vượng cầm cây phất trần màu trắng đi tới phòng dược liệu tất cả mọi người đang làm việc đều nhìn qua trong ánh mặt mọi người đều lộ ra vẻ căng thẳng và sợ hãi một thiếu nữ bị bạch hóa miếng chặt môi vội bước lên hai bước nhưng cuối cùng không nói gì sợ hãi chậm rãi lui về sau thân phận của đối phương đã từ người bị áp bức biến thành người áp bức lý hỏa vượng nhìn vẻ mặt của họ trong đầu nhanh chóng nảy số thân phận của hắn đã có thay đổi ở cả hai nơi hắn có thể từ nơi này kiếm được một chút lợi lộc này trên người các ngươi có tiền không hắn vừa nói xong thì tất cả mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người tiền ấy các ngươi nghe không hiểu sao vàng bạc ngọc bội cũng được. Nói thật, lúc này Lý Hỏa Vượng rất cần tiền, tiền bồi thường cho lão Lưu còn chưa biết là bao nhiêu mà điều kiện gia cảnh nhà hắn rất bình thường, nếu phải bồi thường một khoản lớn, chỉ sợ mẹ của hắn sẽ phải bán nhà, đây là điều mà hắn rất không muốn nhìn thấy. Dù sao ở chỗ này cũng không tiêu được tiền, không bằng các ngươi cho ta hết đi, coi như đây là phí bảo kê, sau này ta sẽ bảo vệ các ngươi. Hắn đã nói thẳng như vậy, những người khác đương nhiên cũng nghe hiểu, người trong phòng bắt đầu mò mẫm trên người mình họ không cầu mong được lý hỏa vượng bảo vệ chỉ mong rằng sau khi giao đồ vật ra hắn đừng bắt nạt họ là được nửa miếng bạc đen vụn to cỡ ngón tay cái một cây trăm đồng bốn mươi mấy đồng xu ngoài tròn trong vuông đây là toàn bộ thu hoạch của hắn lý hỏa vượng thở dài một hơi khi nhìn thấy mấy thứ này có lẽ hắn đã tính toán sai rồi những người này lấy đâu ra tiền chứ có lẽ đem mấy thứ này đi bán đổi lấy tiền còn không mua nổi một cái thẻ bảo hiểm y tế cho bản thân ngay khi lý hỏa vượng chuẩn bị quay người trở về hắn nhìn thấy một thiếu nữ bị bệnh bạch tạng ngượng ngùng cởi một chiếc giày ra sau đó tháo một sợi dây vòng vàng chỉ đỏ trên cổ chân trắng nõn đến mức gần như trong suốt lý hỏa vượng mở to mắt nhận lấy dây vòng vàng đặt trong lòng bàn tay ước lượng dù chiếc vòng chân này hơi nhỏ nhưng nói thế nào thì nó vẫn là vàng bán đi cũng được khá nhiều tiền hắn hài lòng nhét mấy thứ này vào trong ống tay áo đạo bào rộng thùng thình, lại giơ tay chỉ vào thiếu nữ có mái tóc trắng kia rồi nói: các ngươi nghe đây, về sau phòng dược liệu này sẽ do nàng quản lý, mọi chuyện đều phải nghe theo nàng. nhìn thấy tất cả mọi người trong phòng hơi do dự một chút rồi gật đầu, sau đó lý hỏa vượng mới cầm dược liệu đã chuẩn bị xong quay trở lại phòng luyện đan. hắn vừa đi vừa nhìn trộn bên hông những người khác, nhằm mục đích tìm thêm được mấy miếng ngọc bội khác đáng tiếc hắn phải thất vọng rồi vì không tìm thấy được một miếng ngọc bội nào nữa lúc lý hỏa vượng đến phòng luyện đan một lần nữa hắn nhìn thấy lò luyện đan kia từ từ mở ra đan dương tử phất ống tay áo một cái mấy viên đan dược màu xanh lam nhanh chóng xếp thành một hàng chỉnh tề rồi chui vào hồ lô màu vàng đất bên hông hắn một chiêu này khiến lý hỏa vượng nhìn chằm chằm không chớp mắt hình như đây là phép thần thông mà huyền âm nói với hắn không biết hắn có thể tìm được cách học loại phép thuật này không kiếm tiền chỉ là mục tiêu nhỏ của ta nếu có thể áp dụng được năng lực này vào thế giới hiện thực vậy lý hỏa vượng không lưng đặt dược liệu luyện đang xuống chuẩn bị đứng sang một bên mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm bây giờ hắn không hiểu gì cả vẫn nên xem nhiều nghe nhiều mới tốt huyền dương lại làm việc nữa sao nhanh vậy à ta thật sự làm chân chạy việc vặt đấy à cũng không thể làm chân chạy việc vặt mãi thế này được ta phải nghĩ cách để lão đầu này dạy phép thần thông cho mình mới được. Lý Hỏa Vượng chấp hai tay lại hành lễ với Đan Dương Tử rồi nói. Sư phụ, ngài có gì phân phó ạ? À? Ngươi đến phòng dược liệu lấy một loại dược tên là Bạch Linh Miễu tới đây. Trái tim Lý Hỏa Vượng rung lên một cái, tay phải đưa vào trong ống tay áo sờ thử chiếc vòng đeo chân bằng vàng quấn chỉ đỏ kia. Hình như Bạch Linh Miễu là tên của thiếu nữ bị bệnh Bạch Tạng kia. Hử? đan dương tử quay đầu nhìn về phía đệ tử mà hắn mới thu nhận vì đã trôi qua một lúc lâu mà người đệ tử kia vẫn không phản ứng lại lời nói của hắn lúc này lý hỏa vượng cảm thấy cả hàm răng đau nhức nói thật vừa rồi hắn còn nói sẽ bảo vệ nàng vậy mà bây giờ lại phải quay trở lại đó nói với nàng rằng chuẩn bị chịu chết đi hắn thật sự không thể thốt ra câu này ta nói mà ngươi không nghe rõ sao cảm nhận được giọng điệu của đan dương tử bắt đầu trở nên khó chịu Lý Hỏa Vượng bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhắm hai mắt lại. Đợi đến khi hắn mở mắt ra lần nữa thì nhìn thấy bản thân đã trở lại căn phòng bệnh trắng xóa. Ta phải làm sao bây giờ? Nếu đây là trước kia, hắn sẽ không nói hai lời mà lập tức làm theo, nhưng vấn đề là bây giờ thế giới kia rất có thể là một thế giới chân thật. Nếu như hắn thật sự dẫn người đến đó, chỉ sợ hắn phải thật sự giết người, bản thân hắn không thể bước qua giới hạn này. Sau khi y tá thả hắn ra, lý hỏa vượng cắn móng tay cái của mình đi qua đi lại trong phòng làm thế nào bây giờ ta phải làm thế nào đây không đợi hắn nghĩ ra được cách nào tốt hơn cửa phòng bệnh lại bị người từ bên ngoài đẩy ra một lần nữa lý hỏa vượng thấy bác sĩ điều trị của mình bước từ bên ngoài vào phòng hắn cười khổ một tiếng thôi được rồi lần này cả hai đầu đều bị chặn không còn cách nào chạy thoát nữa Bác sĩ điều trị mang vẻ mặt chỉ hận rèn sắt không thành thép, giơ ngón tay chỉ vào hắn. Người đó, chờ người nhà của ngươi đến thăm bệnh xong và rời đi thì chúng ta lại nói chuyện riêng. Người nhà đến thăm bệnh. Không đợi Lý Hỏa Vượng kịp phản ứng lại, hắn lập tức nhìn thấy vẻ mặt tiều tụy của mẹ mình, bà ấy vội cầm túi quyết bước từ bên ngoài vào đây. Ta nghe nói ngươi đánh nhau với người ta trong bệnh viện, đầu ngươi có bị làm sao không? Sao ngươi lại bị băng bó thành thế này? có đau không mẹ hắn vội lao đến lo lắng kiểm tra thân thể của hắn mẹ ta không đau ta không sao cả ta thật sự không có chuyện gì đâu họ mới là người xảy ra chuyện lý hỏa vượng vội trấn an mẹ của mình lý hỏa vượng an ủi bà một lúc lâu cuối cùng cũng thành công không để bà phải rơi nước mắt ở trước mặt người thân của mình dù vào giờ phút này hắn gặp phiền phức như thế nào tất cả đều bị vứt ra sau đầu ngươi yên tâm Ta rất ổn, bệnh tình của ta cũng tốt hơn nhiều rồi, bài vở của ta cũng không bị chậm trễ, chờ đến khi ta xuất hiện vẫn có thể tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học. Lý Hỏa Vượng cố gắng chỉ nói những chuyện vui, không nhắc đến những chuyện xấu. Đừng che giấu nữa, bác sĩ đã nói cho ta biết hết rồi. Ngươi nói đi, rốt cuộc ngày đó đã xảy ra chuyện gì? Ai là người đã ra tay trước? Lúc nói chuyện với mẹ mình, lý hỏa vượng đã tận dụng hết khả năng ăn nói để giảm nhẹ tính chất của chuyện này xuống hết mức có thể nhưng dường như cũng không giảm nhẹ xuống được bao nhiêu trong chuyện này chúng ta là người có lý bồi thường tiền cái gì chứ chính họ làm sai dù có bệnh thì đó cũng là trách nhiệm chăm sóc của bệnh viện từ trước đến nay gia đình chúng ta không bắt nạt ai nhưng cũng tuyệt đối không để người khác bắt nạt chúng ta dù có kiện thì ra đứng trước tòa án chúng ta vẫn là người có lý tôn hiểu cầm kích động vỗ bàn rầm rầm liếc nhìn bác sĩ điều trị đứng ở một bên chỉ biết lúng túng sờ mũi lý hỏa vượng tiếp tục an ủi mẹ mẹ ngươi đừng kích động đừng kích động mẹ vất vả lắm mới tới đây được một chuyến thăm ta vậy hãy trò chuyện với ta đi tôn hiểu cầm cố nén lửa giận trong lòng không lưng lấy trái cây trong túi ra ngươi cũng đừng lo về chuyện này đã có mẹ ở đây mẹ sẽ xử lý nào đây là nho sữa mà ngươi thích ăn nhất Ăn nhiều một chút. Ngươi nhìn ngươi xem gầy thành dạng gì rồi, đồ ăn trong bệnh viện khó ăn lắm sao? Không có, không có, đồ ăn trong bệnh viện rất ngon. Lý Hỏa Vượng ngồi xuống bên cạnh mẹ của mình, bắt đầu ăn. Bên tai hắn vang vọng tiếng mắng yêu của mẹ, trong cổ họng nuốt xuống nước nho ngọc liệm, khiến trái tim Lý Hỏa Vượng bình tĩnh lại. Hắn thích cảm giác này, từ sau khi vào bệnh viện, rất lâu rồi hắn không được hưởng thụ cảm giác ấm áp do người thân mang lại như thế này lý hỏa vượng nhìn mẹ mình hắn há miệng định nói ra tất cả những chuyện xảy ra trên người mình cho mẹ biết nhưng lời nói đến miệng lại nuốt xuống bụng không được bà và dương na không giống nhau nếu hắn nói ra bà sẽ chỉ nghĩ rằng bệnh tình của hắn đã nặng thêm không thể để bà lo lắng thêm nữa chờ mọi chuyện ổn định rồi hắn mới nói cho bà biết cũng không muộn trong lúc hai mẹ con trò chuyện vui vẻ thì điện thoại di động của bác sĩ điều trị đứng ở một bên vang lên cô tôn à Người nhà của bệnh nhân Lưu cũng đến, ngài xem. Con trai, ngươi yên tâm ở đây dưỡng bệnh, cố gắng ăn nhiều một chút, ăn hết rồi ta lại mua cho ngươi. Tôn Hiểu cầm Hiền Từ nói với Lý Hỏa Vượng xong thì ưỡn ngực, xoay người đi về phía cửa như một con gà trống chuẩn bị quyết đấu một trận lớn. Không biết vì sao khi nhìn bóng lưng bà rời đi, Lý Hỏa Vượng đột nhiên cảm thấy vô cùng yên tâm. Tuy rằng mẹ của hắn là người mạnh mẽ quyết đoán, nhưng chỉ cần ở bên cạnh bà lý hỏa vượng luôn có được cảm giác yên bình bà như một chiếc ô lớn che mưa chắn gió trên đỉnh đầu của hắn vào lúc này tất cả phiền phức và lo âu trước đó đều biến mất sạch ha ha chắc chắn lát nữa ngoài sảnh bệnh viện sẽ rất náo nhiệt đấy lý hỏa vượng nhóm lấy một quả nho xanh mướt bỏ vào miệng cắn một cái chất lỏng ngọt thơm mùi sữa tứa ra trong miệng hắn vừa mới nghĩ như vậy thân thể lý hỏa vượng bỗng nhiên lắc một cái khung cảnh bốn phía lại bắt đầu biến đổi lần nữa ôi trời mẹ qua đây làm ta quên tính toán xem nên lừa gạt lão đầu hói kia như thế nào rồi lần này phải làm sao đây khi khung cảnh bốn phía ổn định lại một lần nữa lý hỏa vượng thấy mình đang đứng trong phòng dược liệu vẻ mặt đan dương tử không tốt chút nào hắn đang đứng cách mình không xa những dược nhân khác đều cúi thấp đầu đứng thành vòng tròn tay phải dơ bẩn của đan dương tử khẽ lật trong lòng bàn tay hắn lập tức xuất hiện một thứ đồ vật màu đen đặc dính nhầy nhụa mỗi lần thứ đó vặn vẹo đều phát ra âm thanh như tiếng tốt liếm trong mắt. Hả? Không phải hắn nói muốn lấy bạch linh miễu để luyện đan sao? Chẳng lẽ thay đổi thứ khác rồi? Lý Hỏa Vượng chỉ do dự một giây ngắn ngủi, sau đó mở miệng hỏi. Sư phụ, đây là cái gì vậy? Hừ, thứ tốt. Thái tuế, hắc thái tuế đấy. Nấm linh chi hắc thái tuế. Giọng nói lạnh như băng của đan dương tử vang lên trong phòng dược liệu không lớn lắm. Lý Hỏa Vượng đang nghe truyện trên TV audio CV hơi ngửa đầu, lần thứ hai liếc nhìn thứ ghê tởm trong tay hắn. Khi hắn cẩn thận nhìn kỹ thì phát hiện dường như thứ này hơi giống thứ bên trong hắc đỉnh. Không, thứ trong tay hắn chính là đồ vật ăn thịt người bên trong hắc đỉnh kia. Thứ này gọi là hắc thái tuế sao? Chẳng lẽ hắn định dùng thứ này để luyện đan dược? Khẩu vị nặng thật đấy. Lý Hỏa Vượng thầm nghĩ như vậy. Cổ tay đang dương tử khẽ rung một cái, hắc thái tuế nhúc nhích bay ra khỏi lòng bàn tay của hắn, vẽ một đường vòng cung trên không trung rồi đáp trên bàn chân của Lý Hỏa Vượng. Cảm giác sền sệt dính dính mềm nhũng khiến da đầu Lý Hỏa Vượng tê rần, hai chân lập tức run rẩy không ngừng lui về phía sau. Lý Hỏa Vượng nhìn chầm chầm hắc thái tuế rơi trên mặt đất cuốn đầy tro bụi bẩn, hắn kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn đang dương tử ở trước mặt, trong lúc này hắn thật sự không hiểu rốt cuộc đối phương có ý gì. Thưởng cho ngươi đấy, nhặt lên nuốt đi. Trước kia ngươi là dược nhân thì không ảnh hưởng gì, nhưng bây giờ ngươi đã là đệ tử của bổn đạo gia, vậy ta không thể mặc kệ như vậy nữa, thứ này có thể áp chế chứng cuồng loạn của ngươi. Lý Hỏa Vượng hình như không hiểu đối phương đang nói cái gì, mà hắn cũng không muốn hiểu. Vẻ mặt của người thiếu niên lập tức trở nên trắng bệch, hắn không ngừng lui về phía sau. Ta không ăn. Ta không bị bệnh. Không ăn sao? Hừ, chuyện này không phải do ngươi quyết định. Trường Minh trường nhân. Đan Dương Tử hơi hất cầm một cái, hai vị đạo sĩ đeo bội kiếm trên lưng bước nhanh tới trước mặt Lý Hỏa Vượng, mỗi người ghi chặt một bên cánh tay của hắn. Ngay sau đó, tay phải của Đan Dương Tử khẽ động một cái, hắc thái tuế đang uống éo ở góc tường lập tức bay tới lòng bàn tay của hắn. Nhìn Đan Dương Tử bưng thứ khiến người ta buồn nôn kia đi về phía mình, thân thể Lý Hỏa Vượng bắt đầu run rẩy không khống chế được, cả người từ trong ra ngoài chỉ cảm thấy lạnh thấu xương. Hắn theo bản năng muốn dãy dụ vùng vẫy chạy trốn, nhưng cánh tay của hai vị sư huynh ở hai bên người giống như sắt thép khóa chặt hai vai của hắn. Chẳng qua, may mà hắn vẫn còn một biện pháp cuối cùng. Theo hơi thở gấp gáp của Lý Hỏa Vượng, lồng ngực hắn vập phòng dữ dội, hắn sợ hãi cắn chặt răng dùng sức nhắm mắt lại, tập trung nội tâm và nhục thể để dùng toàn bộ khí lực về phía trung tâm. Hỏa Vượng. Hỏa Vượng. Ngươi làm sao vậy? Ngươi khó chịu chỗ nào? Giọng nói êm ái của Dương Na vào lúc này giống như âm thanh của trời rót vào tai Lý Hỏa Vượng. Hắn mở tròn hai mắt ra, nhìn thấy trước mặt xuất hiện một thiếu nữ mặc chiếc áo len trắng cổ cao thì kích động đến mức nhào tới người nàng, ôm chặt nàng vào trong lòng ngực giống như bắt được cọng rơm cứu mạng. Khuôn mặt ngây ngô của thiếu nữ ửng đỏ, nàng vừa dãy dụa đẩy hắn ra vừa dùng giọng nói nhỏ như tiếng mũi kêu để khuyên nhủ hắn. Hỏa Vượng, Hỏa Vượng, ngươi mau thả ta ra, dì đang ở phía sau nhìn đấy. Lý Hỏa Vượng ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới thấy mẹ của mình đang đứng bên cạnh bác sĩ điều trị. Bà thấy hắn nhìn qua bên này thì cười nói. Ôi chao, con của ta giỏi quá. Nhìn phòng bệnh sạch sẽ gọn gàng, ánh mặt trời chói chang bên ngoài cửa sổ và những người thân yêu của mình đều ở đây, trái tim bị nỗi sợ bao vây dần bình tĩnh lại. Bác sĩ điều trị đứng ở một bên gập ngón tay lại đẩy gọng kính trên sống mũi, hắn nhíu mày bước đến gần. Tiểu Lý à, trong ảo giác ngươi nhìn thấy cái gì vậy cảm xúc của ngươi dao động rất lớn rốt cuộc gần đây ngươi làm sao thế có làm theo những gì ta nói không nghĩ đến tất cả những gì mình vừa gặp phải trái tim lý hỏa vượng thoáng co lại một cái hắn lo lắng nói với bác sĩ điều trị của mình bác sĩ có thuốc nào có thể tạm thời áp chế ảo giác không ta thật sự không thể chịu đựng được nữa ta muốn nghỉ ngơi một chút ôi được rồi ta sẽ cho cậu uống một liều halopedilo và perfenzin. Nhưng tiểu lý à, thuốc cũng chỉ có tác dụng hỗ trợ điều trị mà thôi, nếu ngươi muốn hoàn toàn thoát khỏi ảo giác, vậy phải dựa theo phương pháp của ta. Bác sĩ nói xong lập tức dùng máy tính bảng trong tay để kê đơn thuốc. Lúc nhìn thấy mấy viên thuốc con nhộng màu xanh lam do y tá đưa tới, Lý Hỏa Vượng gần như lao đến, trực tiếp bỏ vào miệng, ngay cả nước cũng không kịp uống. Sư phụ đang dược cái quỷ gì chứ, hắn không muốn nghĩ đến mấy chuyện đó nữa. Bây giờ hắn chỉ muốn an tĩnh, chuyện vừa rồi thật sự dọa hắn sợ rồi. Vỏ con nhộng của thuốc gặp nước bọt thì trở nên dính dính và sền sệt, mùi vị cũng rất buồn nôn, nhưng hắn vẫn cưỡng ép bản thân chịu đựng cảm giác này mà nuốt xuống. Tiểu Lý à, ngươi nói đi, ngươi vừa bị thứ gì trong ảo giác dọa sợ sao? Uống thuốc xong, Lý Hỏa Vượng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, hắn mỉm cười trả lời. Không gặp cái gì cả, mấy người bên kia nói chuyện rất kỳ lạ nghe giọng điệu thì giống như đang nói bên kia mới là hiện thực còn nơi ở của chúng ta mới là ảo giác ha 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 hắn vừa nói xong bầu không khí trong phòng đột nhiên trở nên cực kỳ yên tĩnh giống như bị đóng băng màu sắc tươi sáng ở xung quanh bỗng trở nên ảm đạm mẹ của hắn dương na bác sĩ điều trị còn có y tá vừa đưa thuốc tới cho hắn vào lúc này mọi người đều cứng đờ tại chỗ Xung quanh đột nhiên biến đổi như vậy khiến thân thể của Lý Hỏa Vượng dần run rẩy, hơi thở cũng càng lúc càng dồn dập. Hắn bất lực nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đầy nắng bỗng chốc tối sầm lại, khung cảnh yên bình hoàn toàn biến mất. Nỗi sợ hãi thực sự bao trùm lấy hắn, khủng hoảng áp đảo toàn bộ cảm xúc trong lòng hắn. Lý Hỏa Vượng theo bản năng kéo Dương Na rồi lao vào lòng ngực mẹ mình. Nhưng ngay khi hắn tiếp xúc với mẹ, thân thể của bà bỗng chốc tan rã giống như bọc biển, người mẹ mạnh mẽ đáng tin cậy bất cứ lúc nào cũng có thể che mưa chắn gió cho hắn cứ biến mất như thế hỏa vượng thân thể lý hỏa vượng rung lên hắn đột nhiên quay đầu lại rồi trơ mắt nhìn thân thể dương na hoàn toàn tan biến ngay trước mắt người mà hắn thích nhất cũng đã biến mất rồi giờ phút này tất cả những điều tốt đẹp mà lý hỏa vượng quan tâm đều biến mất chỉ để lại cho hắn một nỗi tuyệt vọng áp lực và đau khổ bốn vách tường trắng tinh của bệnh viện giống như thủy triều đang rút rất nhanh hắn phải trở lại hang động u ám trong núi một lần nữa. Cặp mắt Lý Hỏa Vượng đỏ bừng, gân xanh nổi lên, hắn muốn gào thét, muốn trút hết tất cả tuyệt vọng và đau khổ cùng cực trong lòng ra ngoài. Nhưng hắn làm không được, bởi vì cổ họng của hắn đã bị hắc thái tuế chặn kín, không phát ra được một âm thanh nào. Tất cả tuyệt vọng và đau khổ nuốt trở lại trong bụng, hắn chỉ có thể tự gặm nhấm nỗi buồn của chính mình. Nhìn đệ tử quỳ trên mặt đất run rẩy nôn khang, đang dương tử chấp hai tay sau lưng Lắc đầu rồi đi ra ngoài cửa phòng Chật 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 Điên thành như vậy còn nói ngươi không bị chứng cuồng loạn Ngươi là người bị nặng nhất Trong phòng dược liệu này Ngươi nghĩ rằng trước đó bổn đạo gia chỉ tùy tiện Tìm ngươi về làm thuốc dẫn đấy sao Được rồi Chứng cuồng loạn đã hết Bây giờ ngươi nên siêng năng làm việc cho tốt Nhớ kỹ Thanh phong quán không nuôi kẻ vô dụng Mùng một mỗi tháng đến chỗ ta nhận thuốc Hắn vừa nói xong các đệ tử khác đã theo chân rời đi, lúc này toàn bộ phòng dược liệu ngoại trừ lý hỏa vượng quỳ trên mặt đất thì chỉ còn lại bốn thuốc dẫn khác. Vẻ ngoài của họ rất quá dị, có thể là do bẩm sinh hoặc do sau khi dùng thuốc dẫn mà tạo thành, trong lúc nhất thời họ cũng không biết nên làm như thế nào cho phải. Qua khoảng thời gian nửa nén nhang, cuối cùng hắc thái tuế trong miệng lý hỏa vượng cũng trượt xuống bụng, tiếng gào khóc tê tâm liệt phế của hắn không ngừng quanh quẩn trong hang động. Tại sao? tại sao ta lại bị đưa đến nơi quỷ quái này tại sao căn bệnh này vẫn không tha cho ta lý hỏa vượng cuộn mình thành một nhúm giống như một đứa bé chưa sinh không nhúc nhích mà rụt ở góc phòng vật liệu những dược dẫn khác không dám cũng không muốn quấy rầy hắn nên đều yên lặng làm công việc của mình màn đêm bất tri bất giác phủ xuống đèn dầu trên tường cũng tắt hẳn bóng tối giống như chăn bông đắp lên người lý hỏa vượng hằng nằm đó giống như một cái xác chết không có bất kỳ phản ứng gì với chuyện ở bên ngoài. Canh ba, ánh nến yếu ớt. Vào ngày canh ba, từ cửa sáng lên, chiếu sáng kệ hàng bên cạnh, cũng xua tan bóng tối trên người Lý Hỏa Vượng. Bạch Linh miễu sợ hãi ôm một đống cỏ khô đi tới bên cạnh Lý Hỏa Vượng, thật cẩn thận đem cỏ khô trải lên người hắn. Ngay sau đó, nàng từ trong ngực lấy ra một cái bánh bao cứng đặt ở bên miệng hắn. Thấy Lý Hỏa Vượng vẫn không nhúc nhích, nàng mím môi, nhẹ nhàng đẩy đẩy hắn. Sư huynh, ăn một chút đi, cả ngày hôm nay ngươi cũng không ăn gì. Ánh mắt Lý Hỏa Vượng mở to, hắn đã ngơ ngác nhìn mặt đất lạnh băng mấy tiếng đồng hồ rồi, một chút ánh nhìn cũng không cho Bạch Linh Miễu đang ở bên cạnh. Bạch Linh Miễu muốn đi, nhưng nàng do dự một lát, cuối cùng vẫn từ trong ngực lấy ra một khối ngọc bội, đặt ở bên tay Lý Hỏa Vượng. Sư huynh, đây là đồ của ngươi, ngươi cầm về đi. Lúc này Lý Hỏa Vượng rốt cục có phản ứng, hắn nhìn về phía thứ kia, phát hiện là ngọc bội hình tròn mình trộn được từ vị huyền dương lúc trước. Lý Hỏa Vượng còn nhớ rõ mình đem thứ này giao cho Dương Na, cầm đi đổi tiền. Vừa nghĩ đến Dương Na, trái tim ngàn vạn vết nứt của hắn lại bắt đầu chảy máu. Thứ này, sao nó lại ở đây? Là, là Lý Sư Huynh ngươi cho ta, ta nói không cần, nhưng ngươi cứ nhất quyết nhét cho ta. Lý Hỏa Vượng chậm rãi ngồi dậy, nương theo ánh nến mờ, hắn cẩn thận đánh giá khối ngọc bội hình tròn khắc mây này vào lúc này hắn chưa bao giờ cảm thấy rằng mọi thứ lại chân thực tới vậy nhưng thứ hắn cảm nhận được chỉ có sự chân thực của tuyệt vọng và thống khổ nếu như có thể lựa chọn hắn hy vọng mình có thể vĩnh viễn đắm chìm vào giấc mơ tốt đẹp kia thấy lý hỏa vượng đáp lại bạch linh miễu nhẹ giọng mở miệng hỏi lý sư huynh ngươi bị sư phụ bắt từ đâu ta là người lương quốc còn ngươi lý hỏa vượng sửng sốt một hồi sau đó chán chường lắc đầu không biết. Hắn thật sự không biết, hắn quả thật có ký ức về những chuyện quá khứ. Nhưng trải qua chuyện lúc sáng, Lý Hỏa Vượng cũng không thể phân biệt được những thứ trong trí nhớ của hắn rốt cuộc có bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả. Cho dù đến nơi này, mình cũng là một người điên, một người điên không phân biệt được hiện thực cùng ảo giác. Ngay lúc lắc đầu, Lý Hỏa Vượng bỗng nhiên cảm giác được phần đầu có chút khác thường, hắn lấy tay sờ một cái, phát hiện tóc mình dính một ít máu khô có lẽ là mình từng bị thương nhìn lý hỏa vượng sờ đầu bạch linh miễu mở miệng giải thích đó là vương sư huynh làm lý hỏa vượng biết vương sư huynh này chính là gã mập sức môi lúc trước muốn động thủ với bạch linh miễu họ vương đâu rồi bị ngươi bị ngươi một chân đá chết rồi nghe được lời này trong đầu lý hỏa vượng bỗng hiện lên ảo giác lão lưu bị mình đá bay hắn cúi đầu không tiếng động cười cười thầm nghĩ mình đúng là đủ điên Lý Hỏa Vượng với tay vào ngực, móc ra một cái vòng chân vàng có cuốn dây đỏ rồi đưa nó cho Bạch Linh Miểu. Đây là đồ của ngươi, ngươi lấy lại đi. Bạch Linh Miểu nhìn vòng chân, dùng hai tay đẩy trở lại. Lý Sư Huynh, ngày đó ngươi nói không sai. Thứ này đặt ở chỗ ta cũng không có tác dụng gì, ngươi cứ giữ lấy đi. Lý Hỏa Vượng ngẩn người nhìn vòng vàng, hiện tại thứ này đã không còn chút tác dụng gì với hắn, những thứ mà hắn quan tâm đều đã biến mất cả rồi cái kia lý sư huynh ta có thể dùng thứ này làm thù lao mời ngươi giúp ta một việc không lời nói của bạch linh miễu khiến lý hỏa vượng chuyển mắt nhìn về phía nàng nếu ngươi có thể sống sót rời khỏi đây ngươi có thể giúp ta nói một câu với cha mẹ ta không họ sống dưới chân núi ngưu tâm ở lương quốc nói rằng nữ nhi bất hiếu không thể dưỡng lão tống chung cho hai người nói đến chỗ thương tâm giọng nói của bạch linh miễu cũng trở nên nghẹn ngào lý sư huynh ta thật sự không muốn làm phiền ngươi nhưng ta thật sự hết cách rồi đoán chừng họ sẽ đưa ta tới phòng luyện đang nhanh thôi ta nghe đến lời này đôi mắt không còn sức sống trên gương mặt chán chường của lý hỏa vượng dường như xuất hiện một tia sáng hắn nhìn cỏ khô trên người lại nhìn bánh bao bên cạnh trục tay lại cất vòng vàng dây đỏ vào trong ngực ta là người nói lời giữ lời nếu đó cầm đồ của ngươi thì sẽ giúp ngươi làm việc đôi mắt ưu thương của bạch linh miễu lập tức sáng lên nhưng rất nhanh lại ảm đạm xuống lý sư huynh như vậy không được nó sẽ khiến ngươi rơi vào phiền phức ha ha ngươi nghĩ hiện giờ ta vẫn còn sợ mấy chuyện đó sao giờ phút này lý hỏa vượng cũng đã nghĩ thoáng hắn đã hoàn toàn bất chấp tất cả nếu thứ mà mình quan tâm cũng đã mất vậy thì trên đời còn gì khiến hắn phải sợ nữa tốt lắm lý sư huynh uy vũ bỗng nhiên bên ngoài cửa phòng vang lên mọc giọng nam, khiến cho hai người trong phòng đều hoảng sợ. Người kia đi vào, ánh nến cũng chiếu rõ gương mặt của hắn ta. Đây là một người đàn ông có gương mặt xấu xí đầy cực nhã, da thì mảng vàng mảng trắng y hệt như bị lan ben. Người này móc ra hai cái bánh bao, lấy lòng đặt bên cạnh Lý Hỏa Vượng. Hắc hắc hắc, Lý Sư Huynh ăn bánh bao. Lúc ăn cơm tối, ta nhớ Lý Sư Huynh còn chưa ăn cơm, nên cố ý để lại cho ngươi hai cái ngươi có lẽ không biết sư đệ là ai. Tiểu tử ta trời sinh trời nuôi, không có đại danh, ngươi cứ gọi cậu qua là được. Ngày hôm qua, ta còn hiếu kính cho người 17 văn tiền đó. dáng vẽ xoa tay đứng ngồi không yên của cậu qua, cùng với gương mặt thiếu chút nữa là treo hai chữ nịnh hót lên trên đó của hắn. Hiển nhiên nói rõ hắn muốn biến Lý Hỏa Vượng thành chỗ dựa vững chắc, để mình không bị đưa đi làm dược dẫn. Không thể không nói, Ngươi thông minh quả thật chỗ nào cũng có. Lý Hỏa Vượng không nói gì, chỉ cầm ba cái bánh bao cứng kia lên rồi ăn ngấu nghiến, hắn đã đói bụng cả một ngày trời. Vì ăn quá nhanh nên mắc nghẹn, cậu qua hiểu chuyện, lập tức chạy ra ngoài lấy cho Lý Hỏa Vượng một ly nước. Dưới sự dẫn đường của nước lạnh, Lý Hỏa Vượng cuối cùng cũng nhét ba cái bánh bao vào trong bụng. Hắn lắc lư muốn đứng dậy, nhưng nằm trên đất hồi lâu, hai chân hắn đều đã tê rần. Bạch Linh Miểu đưa tay muốn đỡ, nhưng Lý Hỏa Vượng lại đẩy nàng ra, đôi mắt của hắn nhìn chầm chầm vào con đường đen kịt phía ngoài phòng vật liệu, sau đó lắc lư đi ra ngoài. Lúc này kẻ địch của hắn không còn là căn bệnh đột biến quái ác, mà biến thành đạo sĩ hói bắt người luyện đang đang dương tử. Khi khuôn mặt xấu xí ghê tởm của đang dương tử xuất hiện trong đầu, trong mắt của Lý Hỏa Vượng dần dần hiện ra lệ khí nồng đậm, hàm răng cũng nghiến ken két. Ngươi dựa vào cái gì đem thứ ghê tởm kia nhét vào trong miệng ta, lại dựa vào cái gì ép buộc ta rời khỏi ảo cảnh tuyệt đẹp kia, bắt ép ta phải tiếp thu hiện thực tuyệt vọng này duy tam thánh nhân nãi nhất thái cực phổ thụ hảo kiếp gia chi mệnh đỉnh ưng vô lượng phẩm chi bao tứ phúc xá tội giải ách phổ tế tồn vong đạo quán chư thiên ân đàm tam giới đại bi đại nguyện đại thánh đại từ tiếng tụng kinh vang vọng không ngừng vang vọng trong hang động rộng rãi tất cả sáu đệ tử thanh phong quan bao gồm cả lý hỏa vượng đều ngồi xếp bằng trên bồ đoàn cùng sư phục học tiết học sáng trước mặt mọi người đều không có kinh thư nên Lý Hỏa Vượng chỉ có thể hàm hồ đọc nội dung của tiết học theo các sư huynh. Lý Hỏa Vượng một bên tụng kinh, một bên ngẩng đầu, tầm mắt ngưng tụ lên người đang dương tử ngồi ở phía trước. Lệ khí trong mắt vừa hiện ra thì đã bị hắn áp xuống. Đối với tên ghê tởm này, hắn hiện tại hận không thể ăn thịt hắn lột da hắn, nhưng Lý Hỏa Vượng biết, mình hiện tại rất nhỏ yếu, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Đối phương thực lực cường đại, hắn không thể lỗ mãn, điều quan trọng nhất bây giờ chính là nhịn, sau đó âm thầm tìm kiếm cơ hội. Trong quá trình này có lẽ sẽ có rất nhiều khó khăn, còn có nguy cơ bị đan dương tử phát hiện sau đó bị giết rất thảm, nhưng Lý Hỏa Vượng cái gì cũng không quan tâm. Khi thấy đan dương tử hơi nghiêng người, tầm mắt của Lý Hỏa Vượng nhanh chóng dời lên trên, lướt qua ba nén hương cao, nhìn về phía ba pho tượng thần đặt bên trong vách đá rỗng. Ba vị thần tiên dung mạo khác nhau mặc đạo bào màu vàng, tay ôm phất trần, ánh mắt không buồn không vui, nhìn chăm chú vào những phàm nhân nhỏ bé phía dưới. Trên người họ không có chút khí chất tiên phong đạo cốt nào, dáng vẻ tầm thường, nếu không phải trên người mặc đạo bào thì nhìn qua chắc chắn sẽ xem là ba kẻ bình thường. Ba vị này là ai? Lý Hỏa Vượng đương nhiên không biết, nhưng hắn đã khắc sau dung mạo của cả ba vào trong đầu minh. Lúc này tiếng tụng kinh bắt đầu chậm lại, sau khi đoạn kinh thánh cuối cùng được đọc ra, đồng tử đứng ở một bên nặng nề gõ ba cái vào trống đỏ, buổi học sớm kết thúc tất cả đệ tử đứng lên theo đan dương tử đồng thời dùng tay phải bóp ngón cái của tay trái còn bốn ngón tay trái thì đặt ở trên đầu ngón tay phải cuối cùng là giơ hai tay lên đỉnh đầu hành lễ với thần tượng hành lễ xong đan dương tử chậm rãi xoay người lại đánh giá các đệ tử phía sau mình khi thấy lý hỏa vượng mặc đạo bào vẻ mặt bình tĩnh đứng ở cuối đám người hắn hài lòng gật đầu huyền nguyên huyền dương vừa mới vào bổn môn khẳng định có rất nhiều chỗ không hiểu Ngươi làm sư huynh phải dạy hắn kỹ càng. Vâng, sư phụ. Một người đàn ông trung niên có gương mặt hơi mập mạp hành lễ với Đan Dương Tử. Được rồi, đã qua giờ mão, nếu không còn việc gì thì đều đi dùng cơm đi. Đan Dương Tử nói xong, chấp hai tay sau lưng, sau đó đi về phía cửa động bên cạnh. Một thanh niên đầu đội khăn hỗn nguyên có vẻ mặt u ám cũng đi theo sau hắn cùng ra ngoài. Đó là chính không sư huynh, từ sau khi chính khảm chính chấn sư huynh phản bội chạy trốn thì hắn chính là đệ tử quan môn duy nhất của sư phụ sau này nếu có gặp ở trong quan thì nhớ tôn kính một chút tính của hắn không tốt được như sư phụ đâu huyền nguyên đi đến bên cạnh lý hỏa vượng rồi giải thích lai lịch của người nọ cho hắn nghe lý hỏa vượng gật gật đầu đa tạ huyền nguyên sư huynh đã giải đáp vậy hắn cũng có thần thông như sư phụ sao cái khác không biết nhưng Lý Hỏa Vượng biết Đan Dương Tử có năng lực một tay nâng vật, hơn nửa lực lớn kinh người, có thể nâng vò đa mấy trăm cân. Những thứ này cũng không phải là điều khiến Lý Hỏa Vượng kiên kỵ nhất, điều khiến hắn đề phòng chính là dù có bất cứ chuyện gì xảy ra trong hang động đá vôi thì hắn đều biết, cho dù là lúc mình nói xấu hắn, hay là việc bản thân không đồng ý chuyện chạy trốn. Hắn là đệ tử quan môn, hắn cùng sư phụ học cái gì sao ta biết được. Lý Hỏa Vượng nhận ra được sự ghen tị trong lời nói của đối phương sức mạnh của một người quá nhỏ yếu, ta có nên tìm một minh hữu khác trong thanh phong quan không? Trong đầu Lý Hỏa Vượng hiện lên một ý niệm, nhưng rất nhanh đã bị hắn dập tắt. Người có ý phản kháng phỏng chừng đã sớm bị hắc thái tuế ăn tươi nuốt sống, những kẻ còn lưu lại lúc này nếu không phải là kẻ khăng khăng một mực với đan dương tử thì cũng là kẻ nhát gan. Đi thôi, chúng ta vừa đi vừa nói. Huyền Nguyên nói xong, xoay người dẫn Lý Hỏa Vượng đi về phía phòng bếp. Ta biết ngươi nghĩ cái gì, nhưng đừng nhớ thường công pháp thành tiên của sư phụ nữa vì nếu có tính từ trên tính xuống thì ngươi cũng sẽ là kẻ sau cùng cho nên ngươi cứ an phận làm công việc của mình đi sư phụ phân phó ngươi làm cái gì ngươi cứ làm theo là được cứ đợi những người ở trên xong thì tự nhiên sẽ tới lượt ngươi lúc này họ đã đi tới hang động ăn cơm các sư huynh khác đến sớm đã bắt đầu ăn cháo trong đó có ba người mà hắn quen biết hai vị đạo sĩ lưng đeo trường kiếm là trường minh trường nhân còn một vị là huyền âm trước đó từng gặp một lần. Cộng thêm huyền nguyên bên cạnh và huyền dương là mình, năm vị đệ tử ký danh của Thanh Phong Quang hiện giờ đều tập hợp ở chỗ này. Quy tắc của Thanh Phong Quang, ăn không nói ngủ không nói, ăn cơm xong ta sẽ dạy ngươi cái khác. Huyền nguyên nói xong liền ngồi xuống cùng nhau ăn cháo. Lý Hỏa Vượng cũng ngồi xuống, bưng chén gốm đen hút một ngụm, ánh mắt yên lặng quan sát cử chỉ hành vi của các sư huynh khác diện mạo của những người này không giống nhau không quá nổi bật cũng không quá xấu xí nhưng khi họ mặc đạo bào ngồi cùng một chỗ lý hỏa vượng luôn cảm thấy có chút kỳ lạ khi thấy huyền âm đè lại một bên mũi rồi dùng sức xì ra đất mà hai vị sư huynh khác nhíu mày lý hỏa vượng rốt cuộc cũng nhận ra thì ra điều kỳ lạ chính là khí chất của họ không giống nhau những người này có người thì gầy yếu như thư sinh có người thì tay to chân thô như những người hay làm việc nặng Đan Dương Tử tìm năm người này ở đâu? Chẳng lẽ đều là thuốc dẫn như mình? Đặt chén không xuống bàn, các vị sư huynh cũng không liếc huyền dương sư đệ mới tới một cái, lập tức đứng lên rồi sải bước rời khỏi. Đợi khi cơm nước xong, huyền nguyên tiếp tục dẫn lý hỏa vượng đến các nơi trong thanh phong quan để giới thiệu. Cũng nói cho hắn biết năm vị đệ tử ký danh phân biệt phụ trách các vị trí khác nhau trong đạo quan. Có người phụ trách quản lý đạo đồng, có người phụ trách xuất quan mua sắm, còn có người phụ trách nuôi dưỡng Hắc Thái Tuế, thậm chí mấy vị có tư lịch lâu năm còn phải kiêm nhiều chức vụ. Vốn dĩ ngày trước không bận rộn như vậy, đáng tiếc vừa chết một nhóm người, nên những công việc của họ chỉ có thể phân cho người ở lại. Trách nhiệm của Lý Hỏa Vượng tự nhiên không cần phải nói, tất cả mọi thứ trong phòng đều do hắn phụ trách, mà những thứ mà đệ tử như họ làm đều là vì trợ giúp sư phụ thành tiên. Cứ như vậy đi lòng vòng cả ngày, Lý Hỏa Vượng rốt cục từ chỗ huyền nguyên biết được cái nhìn chi tiết về đạo quan. Lý Hỏa Vượng nhớ kỹ những thứ này trong lòng, nơi này không còn là ảo giác mà hắn có thể tùy thời rời đi, mình có thể giết chết Đan Dương Tử hay không, những tin tức này nói không chừng có thể phát huy được tác dụng lớn. Ở chung một ngày, quan hệ giữa huyền nguyên và Lý Hỏa Vượng đã thoáng tốt hơn, hai người hiện tại đang trở về từ chính nhất điện. Huyền Dương Sư Đệ, thật ra ngươi không cần phải khẩn trương như vậy, Công việc của ngươi sẽ không bận rộn mấy đâu, dù sao sư phụ cũng đâu luyện đan mỗi ngày. Ồ. Kính xin Huyền Nguyên sư huynh giải thích nghi hoặc. Mấy chuyện như luyện đan thường có quan hệ mật thiết với thiên tượng thời gian, có vài đan dược chỉ có thể phát huy tác dụng lớn nhất ở một thời gian nhất định. Ví dụ như hôm nay và ngày mai đều không phải là ngày để luyện đan, nhưng giờ tí ngày mốt lại là một ngày rất tốt. A nha, dù sao nói với ngươi ngươi cũng không hiểu, sự kỳ diệu trong đó rất phức tạp ngươi cứ đi theo sư phụ học cho tốt đi À, thì ra là thế Lý Hỏa Vượng làm bộ suy tư Nhưng thật ra là đang nghĩ tới chuyện khác Đang dược mà đang dương tử cho mình rõ ràng là hữu dụng Điều này chứng tỏ pháp tắc của thế giới này Và thế giới cũ của mình hoàn toàn không giống nhau Nếu như muốn đối phó đang dương tử Hắn cần phải hiểu rõ hơn về thế giới xa lạ này Chẳng lẽ là người tu chân trong tiểu thuyết Không giống, có người tu chân nào lấy người luyện đan có người tu chân nào cần người phàm giúp mình thành tiên hơn nữa dựa theo lệ thường nếu là môn phái tu tiên bình thường thì không phải nên tặng cho mình một quyển công pháp nền hay sao nhưng hiện tại sao cái gì cũng không có khi lý hỏa vượng càng hiểu rõ nơi này thì hắn lại càng cảm thấy đạo quan này có gì đó kỳ lạ hoàn toàn không giống với nơi tu đạo trong tưởng tượng của hắn đúng rồi huyền dương sư đệ sư huynh dạy cho người một chuyện đó chính là trước khi sư phụ mở miệng ngươi phải chuẩn bị tất cả mọi thứ cho thật tốt. Ví dụ như chuyện đang dược ngày hôm qua, vì chứng bệnh điên của ngươi phát tác, bỏ lỡ canh giờ, nhưng nếu ngươi đưa dược dẫn qua chỗ sư phụ trước giờ tí ngày mai thì chẳng phải đang tỏ ý xin lỗi hay sao? Đừng thấy sư phụ hỉ nộ vô thường, nhưng ngươi chỉ cần dỗ dành hắn vui vẻ, ngươi tự nhiên sẽ có chỗ tốt. Chuyện đang dược ngày hôm qua. Lý Hỏa vượng sửng sốt một chút. Đúng vậy, sao thế, ngươi quên rồi sao? hôm qua sư phụ bảo ngươi đưa cái gì sang bạch bạch linh miễu đồng tử của lý hỏa vượng trong nháy mắt co lại cực nhỏ đã có nhiều chuyện xảy ra như vậy nhưng chuyện này vẫn chưa được kết thúc sao nếu như trước ngày mai mà hắn vẫn chưa nghĩ ra cách thì cô gái bị bệnh bạch tạng kia nhất định cũng sẽ giống như những dược dẫn trước đó bị giả thành thịt nát lý hỏa vượng không biết mình đang trở về chỗ của mình thế nào hắn nằm trên giường đá cái vòng chân vàng cuốn dây đỏ được đặt trong ngực kia giống như biến thành một khối sắt đỏ rực, thúc giục hắn mau mau nghĩ ra cách. Thế nhưng hiện tại, không nói tới việc chênh lệch thực lực của Đan Dương Tử và Lý Hỏa Vượng, thì toàn bộ những người trong đạo quan đều là người của hắn. Vết xe đổ của những sư huynh đã chết lúc trước đã nói rõ, chạy trốn một cách mù quáng là vô dụng. Trong lúc Lý Hỏa Vượng trằn trọc không yên thì một đêm đã trôi qua. Trước khi lớp học sáng bắt đầu, Lý Hỏa Vượng mặc quần áo và đi ra ngoài hang động. Hắn muốn tới phòng luyện đang nhìn xem, coi có thể tìm được biện pháp gì ở bên đó không. Vừa cầm đèn dầu bước ra, một gương mặt mỏ nhọn tai khỉ lập tức xông ra, khiến cho Lý Hỏa Vượng giật nảy mình, thì ra là mặt của Cẩu Qua. Hắc hắc hắc, Lý sư huynh không sao chứ? Hôm qua ta không thấy ngươi tới phòng vật liệu, thật sự có chút lo lắng, cho nên tới thăm ngươi một chút. Bạch sư muội không sao chứ? Lý Hỏa Vượng lui về phía sau hỏi. Không có việc gì, không có việc gì. Ngài đã tự mình mở miệng nói để bạch sư muội quản lý phòng vật liệu. Ai dám không nghe lời chứ? Hắc, Lý Sư Huynh thật sự lợi hại. Ngươi xem, từ sau khi ngươi trưởng quản kho nguyên liệu, chưa có người nào được đưa đi hết. Nghe cậu ba nói lời này, trong lòng Lý Hỏa Vượng cảm thấy vô cùng phiền não. Hắn dùng đèn dầu đẩy tên này ra, sau đó sải bước đi ra ngoài khi lý hỏa vượng đi tới phòng luyện đan thì phát hiện có một ít đồng tử dậy sớm đã bắt đầu cầm vải lanh lau sạch lò luyện đan và sàn nhà thậm chí có một đồng tử đang đứng xong cối đá cầm bàn chải lông heo dùng sức cỏ đống thịt nát còn sót lại thân là đệ tử của đan dương tử việc lý hỏa vượng vào phòng luyện đan đương nhiên là không có ai dám nói lý hỏa vượng làm bộ như tùy ý đi lại tầm mắt thì bắt đầu cẩn thận quan sát bốn phía phòng luyện đan được bố trí rất đơn giản ngoại trừ lò luyện đang màu đen chiếm một phần ba không gian ra thì chỉ còn lại cối đá và chày đá được đan dương tử dùng để đập người đừng nói là sách luyện đan ngay cả tranh chữ treo tường cũng không có một tấm hơn nữa toàn bộ gian phòng vô cùng trống trải không có bất kỳ vật dụng có thể che chắn nào ngươi đang nhìn gì đó đừng nói sách luyện đan ngay cả tranh chữ trên tường cũng không có một tấm hơn nữa toàn bộ gian phòng phi thường trống trải không có bất kỳ dụng cụ nào có thể che chắn Ngươi đang nhìn gì đó." Một giọng nói quen thuộc nhưng lại khiến Lý Hỏa Vượng sởn gai ốc đột nhiên vang lên từ phía sau. Lý Hỏa Vượng quay đầu lại nhìn người, vội vàng chắp tay hành lễ. "Sư phụ, ta hỏi ngươi đang nhìn cái gì?" Lý Hỏa Vượng ở trong lòng nhanh chóng suy tư một giây, lập tức nghĩ đến một lý do. Đệ tử nhìn tài nghệ luyện đan của sư phụ lợi hại như thế, trong lòng sinh lòng ngưỡng mộ, liền suy nghĩ không biết khi nào đệ tử mới đạt được như vậy đan dương tử rất hài lòng với thái độ thay đổi của lý hỏa vượng xem ra tiểu gia hỏa này đã hoàn toàn nghĩ thông suốt hắn chấp hai tay ra sau đi vòng vòng quanh cái lò luyện đan có lòng cầu tiến là chuyện tốt nhưng không phải đạo gia không dạy ngươi mà là việc luyện ngoại đan cũng không đơn giản như vậy đan dược tầm thường còn dễ nói nhưng nếu ngươi muốn dùng đan đạo để thành tiên thì phải tu luyện nội đan và ngoại đan cùng một lúc bản đạo gia luyện đến giờ đã gần đại thừa cũng phải tốn một phen công sức trên mặt Đan Dương Tử lộ ra một tia đắc ý cùng hưng phấn, phản phất như đang tưởng tượng tới cuộc sống sau khi mình thành tiên. "Sư phụ, người sắp thành tiên sao?" Lý Hỏa Vượng vừa nói ra lời này, biểu tình trên mặt Đan Dương Tử lập tức thu lại. "Chuyện thành tiên không đơn giản như vậy, đường xá dài đằng đẵng, nhưng bản đạo gia khẳng định có thể thành tiên, ngươi có biết vì sao không?" "Không biết." Vẻ mặt Đan Dương Tử trở nên có chút kích động vì biện pháp thành tiên chính là thiên thư là lão quân gia viết hơn nữa còn do hắn tự minh đưa tới tay ta thử hỏi thiên hạ này còn có ai có thể thành tiên hắn nói ta có thể thành tiên hừ ta nhất định sẽ có thể thành tiên lão quân gia người này là ai là người trong ba bức tượng sao lý hỏa vượng có chút nghe không hiểu miêu tả giống như thần thoại này tuy rằng không nghe hiểu chút gì nhưng lý hỏa vượng vẫn định hót nói Sư phụ nói rất đúng, ngài nhất định có thể thành tiên, cùng thiên địa đồng thọ. Đan Dương Tử rõ ràng rất thích nghe lời này, trên gương mặt xấu xí cũng hiện lên nụ cười. Ha ha ha, được được. Nếu ngươi muốn học luyện đan, vậy thì ta dạy ngươi một phương thuốc nhuận huyết đan đơn giản trước, ngươi ghi lại đi này. Nhân đan 12 lạng, hương phụ tử nửa cân, Dương Khởi Thạch hai lạng bốn tiền. Lý Hỏa Vượng muốn tìm bút mực để ghi lại, nhưng nhìn trái nhìn phải, toàn bộ căn phòng một cây bút cũng chẳng có. Dưới tình thế cấp bách, hắn lấy một cục than nhỏ từ dưới lò luyện đang ra, sau đó dứt khoát ghi lên đạo bào của mình. Giờ sử ba khắc đốt lò, rửa cho thật sạch. Dùng mắt đều nhìn, dùng hơi để thổi, dùng thần để hung, sau đó dùng lửa nhỏ từ từ nuôi dưỡng. Giờ mão bốn khắc lập tức mở lò. Ngươi cứ cầm đan phương này đi luyện từ từ, để đạo gia nhìn thử thiên phú của ngươi thế nào. Lý Hỏa Vượng ném thang trong tay xuống, hai tay nâng bào đưa tới trước mặt Đan Dương Tử. Sư phụ, ngài xem đệ tử có gì thiếu sót không? Nhưng khi thấy vạt áo viết đầy chữ thang hiện ra trước mắt, gương mặt hớn hở của Đan Dương Tử lập tức trở nên âm u. Hắn nhấc chân phải lên, trực tiếp đạp Lý Hỏa Vượng bay ra ngoài, đụng cái ầm vào lò luyện đan rồi nặng nề ngã xuống đất. Đan Dương Tử mặt mày tái mét, hùng hùng hổ hổ chắp tay trực tiếp rời đi, bỏ mặt Lý Hỏa Vượng nằm ở chỗ đó khi lòng tức giận dần dần tản đi lý hỏa vượng cảm giác được chuyện này phi thường kỳ lạ mình cũng không làm gì sao tự nhiên hắn lại thay đổi thái độ lý hỏa vượng cúi đầu nhìn đan phương trong tay suy tư chữ của mình tuy rằng khó coi nhưng rõ ràng vẫn có thể đọc được mà đột nhiên lý hỏa vượng nghĩ tới cái gì hắn nhìn phòng luyện đang không treo bất kỳ bức tranh họa nào lại nhớ tới việc tất cả học trò buổi sáng đều không có kinh thư một suy nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu của lý hỏa vượng chẳng lẽ cái tên hói này là một kẻ mù chữ hắn không biết chữ lý hỏa vượng cẩn thận nhìn đang lô nhỏ trước mắt hắn còn đốt ba cây nhang ở bên cạnh để tính thời gian trong hoàn cảnh không có đồng hồ báo thức này lý hỏa vượng chỉ có thể dựa vào biện pháp đơn sơ này để tính toán thời gian khi nén nhang cuối cùng hoàn toàn bị thiêu rụi hắn lập tức dập lửa mở lò một mùi thảo dược hỗn hợp kỳ lạ từ bên trong bay ra lý hỏa vượng trong lòng vui vẻ thành công rồi hắn để hỗn hợp đang được luyện xong vào một cái rây, sau đó không ngừng lắc lư. Khi những trào đang bị lọc hết thì trên chỉ còn lại một vài viên đan dược màu đen có kích thước khác nhau. Những đan dược này chính ngựn huyết đan trong miệng của đan dương tử, đây là một loại đan dược vô cùng đơn giản, tác dụng chính là cầm máu. Mỗi lần ăn thì không thể vượt quá một lượng, nếu không sẽ có khả năng máu huyết trong người bị đông lại. Nghe thì có vẻ hơi cùi, nói không chừng dùng để hại người còn tốt hơn cả chữa bệnh nhưng vì đan dược này là đơn giản nhất, đan dương tử mới có thể đưa cho Lý Hỏa Vượng luyện tập. Cẩn thận đếm, cuối cùng Lý Hỏa Vượng thu được 13 viên nhuận huyết đan lớn, 26 viên nhuận huyết đan nhỏ. Hơn nữa thứ Lý Hỏa Vượng thu hoạch được không chỉ là những thứ này, mà là thông qua quá trình luyện chế nhuận huyết đan, hắn còn hiểu được một ít kiến thức cơ bản về việc luyện đan. Việc luyện đan còn khó hơn tưởng tượng của hắn, ngoại trừ việc chú ý thời gian của mỗi loại, mà còn phải cẩn thận phân biệt những loại thảo dược có hướng sinh trưởng khác nhau. Chỉ cần sai một bước thôi thì dược hiệu và tỷ lệ thành đan sẽ khác nhau một trời một vực, đống phế liệu đã cháy đen bên cạnh chính là minh chứng cho điều này. Lý Hỏa Vượng lấy ra một ống trúc nhỏ, cất toàn bộ đang dược vào, sau đó hít sâu một hơi, mặc đạo bào đặt bên cạnh vào rồi ra cửa. Sắp đến giờ tí rồi. Khi Lý Hỏa Vượng đẩy cửa phòng vật liệu ra thì tất cả mọi người đang lao động bên trong đều đồng loạt đứng lên, hoảng sợ nhìn hắn. Hiện tại trong mắt của họ, hắn chẳng khác nào một diêm vương sống. Lý Hỏa Vượng phức tạp nhìn họ, dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, hắn đi ngang qua họ, cuối cùng dừng lại ở trước mặt Bạch Linh Miểu. Mái tóc trắng của thiếu nữ theo động tác của chủ nhân mà hơi hơi run rẩy, nàng cố nén để mình không khóc, nhưng cuối cùng vẫn không nhìn được, nước mắt từ từ chảy xuống từ con mắt màu hồng nhạt đặc trưng của người bị bạch tạng. Lý Hỏa Vượng biểu tình ngưng trọng đưa tay ra giữ chặt tay nàng, sau đó kéo người ra khỏi phòng vật liệu, đi về phía phòng luyện đan. Bên trong đường hầm hang động ướt át, Bạch Linh Miễu nghẹn ngào nói di ngôn với Lý Hỏa Vượng. Lý Hỏa Vượng trầm mặt nghe, cái gì cũng không nói, khi đến trước cửa phòng mình, hắn đột nhiên kéo nàng rẽ vào trong. Cởi quần ra. Bạch Linh Miễu mở to hai mắt, cơ thể cứng đờ tại chỗ, dường như bị hành động của đối phương dọa sợ ba khách trước giờ tí lý hỏa vượng dẫn bạch linh miễu đi tới phòng luyện đan mà lúc này đan dương tử cũng vừa mới tới khi đan dương tử thấy lý hỏa vượng không cần mình phân phó cũng tự động đưa thuốc dẫn tới thì trên mặt lộ ra vẻ hài lòng cảm thấy đứa đệ tử nhỏ nhất này cũng thuận mắt hơn một chút ha ha đồ nhi tốt lại đây đi đan dương tử tiện tay ngoắt một cái bạch linh miễu trực tiếp bay tới sau đó bị hắn bóp cổ ném vào cối đá thấy một màn này Lý Hỏa Vượng tim đập thình thịch, hai tay nắm chặt. Mắt thấy cái chày đá nặng mấy trăm cân sắp đập về phía trước, Đan dương tử lại đột nhiên ngừng lại. Ê, sao lại cố tình có máu vào lúc này? Dược tính sẽ bị thay đổi hết mất. Đan Dương Tử nhíu mày nhìn cái quần dính máu của Bạch Linh Miểu. Thấy cảnh này, Lý Hỏa Vượng nhất thời thở vào nhẹ nhõm, xem ra kế hoạch của mình đã thành công. Khi Lý Hỏa Vượng hiểu sâu hơn về giới luyện đan thì hắn cũng tìm được cách để phá cục. Nếu như dược liệu giống nhau, nhưng tùy theo hoàn cảnh sinh trưởng mà thay đổi, thì người được dùng làm dược dẫn cũng sẽ giống y như vậy. Hơn nữa trong ấn tượng của hắn, nữ nhân tới tháng đối với đạo gia mà nói là một thứ dơ bẩn, nên hắn đã nghĩ ra cách để cho Bạch Linh miễu vờ như tới tháng để đối phó cục diện. Hơn nữa vì để tránh cho đối phương nghi ngờ, nên không thể để cho người khác nói, mà nhất định phải để Đan Dương tử tự mình phát hiện mới được. Hiện tại xem ra mục đích của mình đã đạt được, mạng của bạch linh miễu đã cứu được đạo bào rộng lớn của đan dương tử vung lên bạch linh miễu bay khỏi cối đá ngã mạnh xuống mặt đất cú ngã này rất nặng bạch linh miễu nằm nửa ngày mới ôm đầu gối bò lên nhưng lý hỏa vượng lại không thể hỗ trợ hắn chỉ có thể đứng một bên lạnh lùng nhìn huyền dương đem nguyên liệu này dẫn về đi nghe đan dương tử nói như vậy lý hỏa vượng lúc này mới hoàn toàn yên tâm hắn cung kính hành lễ với đan dương tử tuân mệnh sư phụ khi bạch linh miễu đi tới bên cạnh lý hỏa vượng lúc này mới phát hiện đầu gối của đối phương dường như đã bị dập nát máu đỏ chảy xuôi theo gò má của nàng mặc dù bị thương nhưng bạch linh miễu vẫn cảm kích lý hỏa vượng chút đau đớn nhỏ này hoàn toàn không là gì với việc tử vong kệ đi xem như cũng gạt được ải này phỏng chừng còn rất lâu mới tới lượt của bạch linh miễu lý hỏa vượng dẫn bạch linh miễu rời khỏi nhưng khi họ sắp rời khỏi cái bóng của lò luyện đang khổng lồ kia thì lại nghe tiếng nói nhẹ nhàng của đan dương tử vang lên từ phía sau huyền dương nếu dược dẫn này không được thì ngươi đổi cái khác sang đi ta nhớ loại dược dẫn màu trắng như này vẫn còn một cái ngươi đi nhanh về nhanh chớ làm chậm trễ thời gian lời này làm cho thân thể lý hỏa vượng khẽ rung lên một chút ngay sau đó hắn xoay người tôn kính hành lễ với đan dương tử thêm lần nữa vâng sư phụ Lý Hỏa Vượng không biết mình đi đến phòng vật liệu như thế nào, hắn chỉ có thể chết lặng đi tới trước mặt một người đàn ông bị bạch tạng khác, sau đó kéo tay hắn đi ra ngoài. Đối phương tuyệt vọng khóc lóc, thậm chí còn quỳ xuống liên tục dập đầu xin mình tha mạng. Nhưng Lý Hỏa Vượng lúc này lại không làm được gì cả. Hắn chỉ có thể tự tay đưa người này đi tới phòng luyện đan. Tiếng khóc của đối phương im bắt dưới cây chày đá của đan dương tử, khói trắng mịt mờ dẫn theo một mùi thuốc nồng đậm bốc lên, khiến tầng thạch nhũ ở phía trên bám dày một tầng mở người. Lý Hỏa Vượng run rẩy xoay người vừa định đi, nhưng lại bị Đan Dương Tử gọi lại. Không phải ngươi đang hướng tới con đường luyện đan sao? Lại đây, nhìn cho cẩn thận, quá trình luyện chế loại đan dược phức tạp và hy hữu như này không phải nơi nào cũng có đâu. Lý Hỏa Vượng đi tới, tỉ mỉ quan sát, đồng thời chăm chú nghe Đan Dương Tử nói khi nào cần cho thêm vật liệu gì, khi nào lại thêm bớt bao nhiêu lửa. Hắn giống như một đứa trẻ hiếu học quan sát toàn bộ quá trình luyện đan. Khi ngọn lửa dưới lò luyện đang dập tắt, nắp lò mở ra, bảy viên đan dược màu đen hoàn chỉnh xếp hàng bay tới trước mặt đan dương tử. Không tồi không tồi, ngươi rất có thiên phú, những đồ nhi khác căn bản không học tốt như ngươi, đến, sư phụ thưởng cho ngươi. Đan dương tử lấy một viên từ trong lòng bàn tay rồi đặt trước mặt lý hỏa vượng. Tạ sư phụ ban thuốc lý hỏa vượng thận trọng hướng về phía đan dương tử hành lễ một cái hai tay run rẩy cầm lấy viên đan dược kia bỏ vào miệng rồi nuốt xuống vừa nuốt viên thuốc xuống bụng lý hỏa vượng lập tức cảm thấy trong đan điền như có một ngọn lửa vô cùng ấm áp dễ chịu hơn nửa ngọn lửa này hình như có xu hướng cháy ngày càng lớn thiêu đốt cả cơ thể khiến hắn chẳng còn tâm trí đâu để mà cảm thấy ghê tởm hay buồn nôn vì vừa ăn thứ được luyện từ con người huyền dương à về nghỉ ngơi đi hiệu lực của viên thuốc này mạnh lắm muốn hấp thu hoàn toàn chắc phải tốn một khoảng thời gian. Vâng, thưa sư phụ. Lý Hỏa Vượng chân nam đá chân chiêu lão đảo mò trở về chỗ ở của mình, sau đó một tay đỡ khung cửa, cuối người há mồm nôn khang một hồi, nhưng lại chỉ nôn ra chút dịch trong, xem ra toàn bộ viên thuốc đã sớm được dạ dày hấp thu hết. Rắc, rắc. Xương khớp cả người Lý Hỏa Vượng vang lên tiếng răng rắc, cơ thể không kìm được mà vô thức run rẩy. Lúc này, ngọn lửa nơi đàn điền đã đi theo kinh mạch tỏa ra khắp tứ chi bây giờ hắn cảm thấy như mặc áo bông giữa mùa hè cả người sắp sửa bị nấu chín nhiệt lượng quá lớn khiến đầu óc của hắn trở nên mơ hồ lý hỏa vượng nằm trên giường nhìn nóc nhà không ngừng xoay tròn trên đỉnh đầu nghĩ tới những chuyện vừa mới phát sinh nhớ tới ánh mắt tuyệt vọng và sợ hãi của mọi người trong nhà kho bản thân giờ đã trở thành kẻ đồng lõa đáng kinh tởm của đan dương tử một người khác làm những gì mà ông ta từng làm với mình có lẽ ông ta không biết chữ, nhưng ông ta lại không phải kẻ ngu. Đứng trước thực lực tuyệt đối, có làm gì cũng chỉ vô dụng. Ta nhất định phải giết chết hắn, nhất quyết phải tìm cách giết chết hắn. Lý Hỏa Vượng điên cuồng gào thét trong lòng. Tay phải của hắn vô thức siết chặt lấy mép giường đá, khi dòng suy nghĩ cuối cùng vang lên trong đầu, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay của hắn. Một tiếng "rắc" vang lên, chiếc giường đá cứng rắn thế mà lại bị hắn bẻ mất một khối bàn tay không cảnh tượng này khiến lý hỏa vượng sửng sốt không thôi hắn cúi đầu nhìn tay mình lại đưa mắt nhìn cục đá mà hắn đang nắm trong tay sau đó tức khắc hiểu ra là do tác dụng của viên thuốc không chỉ sức mạnh những phương diện khác cũng có sự thay đổi lớn thậm chí lý hỏa vượng còn cảm thấy tầm nhìn của hai mắt xa hơn trước một chút viên thuốc kia khiến lý hỏa vượng có cảm giác thoát thai hoáng cốt nhưng vừa nghĩ đến năng lực này được có được là do ăn người khác cảm giác kinh tởm lại một lần nữa trào dâng trong lòng lý hỏa vượng lý sư huynh ngươi không sao chứ bạch linh miễu cẩn thận ló đầu ra khỏi cửa hỏi thăm lý hỏa vượng ngẩng đầu nhìn cô biểu cảm trên mặt vô cùng phức tạp nhất thời không biết nên nói gì bạch linh miễu bước lên trước một bước mở lời lý sư huynh kỳ thật ngươi không cần tự trách bản thân như vậy chúng ta đều biết ngươi chỉ là thân bất do kỹ nếu ta nói là nếu sư phụ lại bắt ta đi ngươi cũng đừng đổi cho người khác dù sao, kết cục của mọi người đều như nhau. Lý Hỏa Vượng không ngờ cô lại nói tới chuyện này, nhìn vết thương rỉ máu trên trán cô, hắn móc viên thuốc vừa được luyện chế lúc trước ra, đưa tới trước mặt cô. Ăn đi, có thể cầm máu. Bạch Linh Miểu nhìn viên thuốc trong tay Lý Hỏa Vượng, sợ hãi lắc đầu ngoài ngoại. Ta không ăn thứ thuốc này, tuyệt đối không ăn. Lý Hỏa Vượng nở nụ cười gượng gạo, tiện tay ném viên thuốc xuống đất. Đúng vậy, thuốc có ba phần độc, ăn vào đúng là không tốt lắm. Bạch Linh miễu cắn môi, sau một hồi nghĩ ngợi thì quay sang hỏi Lý Hỏa Vượng. Lý Sư Huynh, ngươi định chống lại Sư Phụ sao? Mặt mày Lý Hỏa Vượng biến sắc, khẩn trương nhìn về phía cửa, vội vàng bước tới đóng kín cửa lại. Không sao đâu, bây giờ Sư Phụ không nghe thấy chúng ta, Sư Phụ dựa vào Du Lão Gia để theo dõi chúng ta, nhưng mỗi lần đến ngày mở phiên chợ, Du Lão Gia đều sẽ trở về họp chợ. Du Lão Gia là thứ gì? Lý Hỏa Vượng khó hiểu hỏi, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy cái tên này. Du lão gia chính là Du lão gia đó, chúng ta không nhìn thấy cũng không sờ thấy nó, nhưng ta từng nghe ông của ta nói rằng chỉ có cao nhận đạo hạnh thâm sâu mới có thể ra lệnh cho chúng nó. Ồ. Trong đầu Lý Hỏa Vượng chợt lóe lên một tia sáng, ghi nhớ kỹ chuyện này trong lòng, tin tức này vô cùng quan trọng đối với hắn. Ngày mở phiên chợ là ngày nào? Nghe thấy câu hỏi này, Bạch Linh Miễu khó hiểu nhìn hắn. Mùng 1 và 15 chính là ngày mở phiên chợ đó, Lý Sư Huynh, sao tới chuyện này mà ngươi cũng không biết? Chẳng lẽ cha mẹ ngươi chưa từng dẫn ngươi đi học chợ sao? Lý Hỏa Vượng lắc đầu, những ký ức không biết chân thận hay hư ảo trong đầu hắn nói rằng trước kia hắn luôn sinh sống ở thành thị, chưa một lần tham gia đại hội trao đổi vật tư kiểu nông thôn như học chợ. Lý Sư Huynh, nói chuyện chính sự đi, ngươi thật sự muốn chống lại sư phụ sao? biểu cảm trên mặt lý hỏa vượng trở nên ngưng trọng tất nhiên ta chỉ hận không thể ăn thịt uống máu hắn bạch linh miễu hít sâu một hơi gật đầu thật mạnh vậy sư huynh tính ta một chân đi ta cũng muốn giúp một tay lý hỏa vượng nhìn cô thiếu nữ trước mặt cũng như ánh mắt kiên định của cô có lẽ bạch linh miễu cũng không yếu đuối như hắn nghĩ được tính ngươi một chân lý hỏa vượng đồng ý với cô bản thân hắn lúc này quả thật cần người trợ giúp sau khi cân nhắc thật cẩn thận, Lý Hỏa Vượng trưng ra vẻ mặt nghiêm túc, nói với cô. Chỉ hai người chúng ta thôi chưa đủ, ngươi trước tới nhà kho, tìm thử xem còn ai mang lòng bất mãn với ông ta không. Những người khác có lẽ không dám chống lại đang dương tử, nhưng thuốc dẫn trong nhà kho đã gần như cầm chắc cái chết, nhất định trong số đó sẽ có người không cam tâm, đây là mâu thuẫn cơ bản, trong số những người này chắc chắn sẽ có người muốn giành lấy cơ hội cho mình. từng Bạch Linh Miễu gật đầu, xoay người rời đi lý hỏa vượng ngồi lặng tại chỗ sau đó lấy khối ngọc bội hình tròn treo bên hồng ra trong đầu bỗng hiện lên vị sư huynh đã trốn chạy thất bại kia huyền dương ơi huyền dương à lúc trước các người cũng ôm hy vọng như vậy mà tụ họp lại sao chỉ mong ta sẽ không rơi vào kết cục giống như ngươi một khoảng thời gian sau đó lý hỏa vượng bắt đầu chú tâm vào việc hòa nhập với thanh phong quang hắn sửa sang lại nhà kho sao cho thật gọn gàng ngăn nắp bao gồm cả người lẫn vật Đối với một đệ tử biết điều như vậy, Đan Dương Tử tất phải ban thưởng rồi. Ông ta dạy cho hắn cách điều chế các loại thuốc viên cơ bản, hệt như thật sự xem hắn là đệ tử để bồi dưỡng. Hiệu quả của những viên thuốc tầm thường đó chẳng ra gì, cùng lắm chỉ đủ để Lý Hỏa Vượng có thể trị mấy bệnh nhẹ như vết thương ngoài da hay là cảm cúm gì đó. Hơn nữa Lý Hỏa Vượng không biết là chỉ mình thuốc viên của Đan Dương Tử mới vậy, hay là toàn bộ thuốc viên ở thế giới này đều như thế, nhưng khi sử dụng thì phải biết chừng mực. Nếu dùng quá nhiều sẽ không còn là cứu người nữa mà là giết người Hơn nữa khi dùng phải chú ý rất nhiều thứ Không thể ăn bậy, nếu ăn bậy cũng rất dễ xảy ra chuyện Thay vì nói Lý Hỏa Vượng bây giờ có thể là một tên bác sĩ rẫm Chi bằng nói hắn là một người dùng độc đủ tư cách thì hơn Nhưng đây không phải điểm mấu chốt Điểm mấy chốt chính là trong quá trình hai bên tiếp xúc Quan hệ giữa Lý Hỏa Vượng và Đan Dương Tử ngày càng gần gũi Thậm chí có mấy lần, lúc ông ta luyện đan sẽ bảo lý hỏa vượng đứng bên cạnh làm trợ thủ khi đan dương tử lại thu thêm một vị đạo đồng nữa làm đệ tử lý hỏa vượng cũng không còn là người nhỏ tuổi nhất trong số các đệ tử thì hắn cũng đã hoàn toàn dung nhập vào thanh phong quang thông qua sự tiếp xúc gần gũi như vậy lý hỏa vượng đã khẳng định được rằng phỏng đoán của mình là đúng đan dương tử quả thật không biết chữ hơn nữa còn vô cùng chán ghép những người biết chữ ông ta không cho phép đồ đệ của mình vượt trội hơn mình dù là xét trên bất cứ phương diện nào thế nên những đồ đệ mà ông ta nhận về cơ bản đều là người mù chữ chuyện này khiến lý hỏa vượng cảm thấy có gì đó không đúng hắn vẫn còn nhớ rất rõ hồi trước đan dương tử đã từng nói với hắn bởi vì phương pháp thành tiên là do lão quân gia viết trong thiên thư sau đó tự tay lão quân gia đã tặng thiên thư cho ta thử hỏi khắp thiên hạ còn ai có thể thành tiên nữa hắn nói ta có thể thành tiên ta chắc chắn có thể thành tiên nếu lão quân gia trong miệng ông ta đã tặng cho ông ta một quyển thiên thư mà các đồ đệ khác đều bị mù chữ, chính ông ta cũng không biết chế, thế rốt cuộc là ai đã đọc cho ông ta nghe chứ? Nhà ta nằm ở số 22 phường Bảo Lộc, cửa phía đông thành Hạ Lương, ngươi nhớ nói với vợ ta là dưới giường, cái sạp thứ ba đựng rau ngâm là sạp kép, trong có hai con cá nhỏ bằng vàng, nếu tiêu xài hợp lý, hẳn sẽ đủ dùng đến khi Bảo Nhi thành niên một người đàn ông trung niên mặt mọc đầy mụn nhọt cố nén cảm xúc sợ hãi trong lòng, nhỏ giọng để lại di ngôn cho Lý Hỏa Vượng. Đây là thuốc dẫn được đưa tới phòng chế thuốc hôm nay, đối với chuyện này Lý Hỏa Vượng chẳng thể làm gì, chỉ đành cố hết sức ghi nhớ thật kỹ di ngôn của người ta. Nhìn bóng người run rẩy bước vào phòng chế thuốc, Lý Hỏa Vượng xoay người trở về phòng, trên mặt hiện rõ vẻ bực bội. Đây đã là người thứ 8 rồi, theo thời gian trôi qua, số người trong nhà kho cũng không ngừng giảm xuống, nhưng điều khiến hắn cảm thấy đau khổ đó là dường như bản thân đã quen với chuyện này cảm giác tội lỗi khi đẩy người khác vào đường chết cũng không còn mãnh liệt như trước nữa mình đang bị loại người đáng kinh tởm như đang dương tử đồng hóa và hắn thật sự không muốn chuyện này xảy ra chút nào lý hỏa vượng gấp gáp muốn thoát khỏi hoàn cảnh đang tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần con người này hắn vẫn đang nỗ lực tìm cách giải quyết nhưng chẳng dễ dàng chút nào chỉ bằng mình và vài người tàn tật trong nhà kho muốn chống lại một đan dương tử sâu không lường trước gần như là chuyện không thể nào làm được. Bây giờ, điều duy nhất hắn biết đó là vào ngày mùng 1 và 15, du lão gia mà đan dương tử dùng để quan sát nhất cử nhất động của bọn họ sẽ không thể nhìn họ chầm chầm nữa. Một điểm khác là đan dương tử không biết chữ, chắc chắn có người nào đó trong thanh phong quan đã giúp ông ta đọc thiên thư. Hay là mình tìm tới chỗ đan dương tử ở, tìm ra gã kia rồi giết chết hắn. Ở hang động này, trong số các đệ tử của ông ta chỉ có mình mình là biết chữ, tới lúc đó, khả năng cao ông ta sẽ phải tìm tới mình, nhờ mình đọc thiên thư giúp ông ta. Nếu vậy thật, chuyện mình muốn giết chết Đan Dương Tử chẳng phải sẽ trở nên dễ như trở bàn tay. Nhưng suy nghĩ này mới hiện ra trong đầu chưa bao lâu đã bị chính lý hỏa vượng phủ quyết. Tuy hắn biết hang đá vôi của Đan Dương Tử ở đâu, nhưng thứ nhất, hắn không biết bên trong có thiết kế bẫy rập gì không, thứ hai, hắn không biết thực lực của người đọc thiên thư thay Đan Dương Tử mạnh tới cỡ nào, nếu bản thân cứ lỗ mãng xông vào như vậy, e là tới lúc chết cũng không biết mình đã chết kiểu gì. Hay là hạ độc vào thuốc của ông ta? Không được, kỹ thuật chế dược của ta là do ông ta dạy, dám múa rìu qua mắt thợ chẳng khác nào là tìm đường chết. Lý Hỏa Vượng vừa cất bước đi về phòng, trong đầu cũng không ngừng tự hỏi xem có cách gì mới mẻ để đối phó với Đan Dương Tử không. Đúng lúc này, một chàng thanh niên mặc đạo bào, đầu đội mũ phương sĩ, mặt mày ảm đạm đi từ phía đối diện tới lý hỏa vượng biết hắn hắn là đệ tử quan môn của đan dương tử chính khôn về chuyện của hắn lý hỏa vượng cũng không biết gì nhiều ngày thường ngoại trừ ngẫu nhiên gặp mặt trong lúc ăn cơm căn bản chẳng ai thấy bóng dáng chính khôn ở đâu cả hơn nữa thân phận của hắn khác xa đệ tử ký danh như lý hỏa vượng hắn không cần tốn tâm tư đi quản lý mọi thứ từ trên xuống dưới trong thanh phong quan còn về việc ngày thường nhiệm vụ của hắn là gì lý hỏa vượng thật sự không biết Hai người một trái một phải đi lướt qua nhau, bả vai của chính không khẽ nghiêng, Lý Hỏa Vượng trực tiếp đâm trúng người hắn. Khoảnh khắc hai bên đụng nhau, Lý Hỏa Vượng cảm thấy mình như đụng phải một khối gan. Chính không đứng yên, nghiêng người nhìn hắn, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Huyền Dương, xem ra dạo gần đây cuộc sống của ngươi trong quan cũng thuận buồn xuôi gió quá ha, sư phụ được ngươi dỗ vui tới mặt mày đầy hoa luôn. Lý Hỏa Vượng cao mày nhìn hắn, không nói gì mà chỉ xoay người bỏ đi nhưng còn chưa đi được hai bước từ phía sau bất ngờ ập tới một cổ sức mạnh trực tiếp đẩy hắn một cái thật mạnh bước chân của lý hỏa vượng trở nên lảo đảo sau một hồi cố gắng giữ vững trọng tâm cuối cùng cũng lấy lại được thăng bằng không bị té dập mặt sao vậy sư đệ huyền dương lời bổn sư huynh nói mà cũng không muốn nghe phải không chính không khoanh tay trước ngực tiến lên từng bước khi tới trước mặt lý hỏa vượng thì đứng lại hỏi sư huynh chính khôn ta còn phải đi giúp sư phụ sắp xếp lại dược liệu. Lý Hỏa Vượng trưng ra vẻ mặt bình tĩnh, đáp. Mẹ kiếp, đừng có lấy sư phụ ra dọa ta, lúc ta cùng sư phụ bị người khác đuổi giết, ngươi không biết đang ở cái xó nào đâu. Ta nói cho ngươi hay, huyền dương, bình thường sống thành thật một chút, những chuyện khác tốt nhất hãy ngậm miệng vào, đừng không có mắt hoài như vậy. Giọng điệu của chính không trở nên nghiêm khắc hơn hẳn. Lý Hỏa Vượng cũng không thấy tức giận, trái lại còn ngơ ngác nhìn chính khôn đứng trước mặt như đang tự hỏi chuyện gì khác tính tình của đối phương quả thật giống hệt những gì huyền nguyên đã nói vô cùng kém nhưng đâu ai bảo hắn rằng người này tương đối nóng vội đâu sao thế câm à nói chuyện đi chứ lý hỏa vượng vẫn luôn giả vờ thành thật bắt đầu sinh động hẳn lên trong câu nói của hắn cũng dần xuất hiện hàm ý mỉa mai châm chọc sư phụ xem trọng ta là chuyện của sư phụ dù mai mốt sư phụ có nói cách thành tiên cho ta biết thì cũng là quyết định của ông ấy sư huynh chính không hình như đâu có tư cách quản chuyện này đúng không chính không sửng sốt nhất thời không kịp phản ứng lại tên đó thế mà dám nói chuyện với mình như vậy sau khi định thần lại hắn lập tức chập hai ngón tay của mình với nhau như tạo thành cái đục nhỏ sau đó hung tợn đâm thẳng vào mạng sườn trái của lý hỏa vượng cách một lớp đạo bào chỉ bằng ngươi mà cũng xứng ư ngay cả ta mà cũng chưa được sư phụ dạy công pháp thành tiên chẳng lẽ ông ấy sẽ nói cho ngươi biết ngươi tưởng ngươi là thứ gì chứ đồ cặn bã nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha